Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 107. Hắc bào nhân lời nói vừa ra, như có như không sát khí bắn ra, bốn phía không gian đều dường như trong nháy mắt động lại, Tiêu Phàm bọn họ toàn bộ đều thần sắc cứng lại. Vẻn vẹn chỉ là phát ra khí thế, liền để Tiêu Phàm bọn họ như rớt vào hầm băng, da rẻ càng là giống như đao cắt đồng dạng đau nhói khó chịu. Huynh đệ của ta nếu có không hay xảy ra, tương lai vãn bối cường đại, tự sẽ tự mình tiến về Phượng Hoàng đế vực thăm viếng tiền bối. Tiêu Phàm cắn răng nói. Hắn không biết Hắc Bào Nhân phải chăng không có hảo ý, nhưng tuyệt đối không phải vẻn vẹn kích hoạt Lăng Phong tổ phượng huyết mạch mà thôi, hẳn là còn có cái khác cần Lăng Phong phối hợp sự tình. Từ Lăng Phong góc độ nghĩ, Tiêu Phàm cũng duy trì hắn, bởi vì Lăng Phong xác thực nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, nếu như có thể tiến về Phượng Hoàng đế vực. Đối với hắn tới nói tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ sự tình. Cái này cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng là đồng dạng là một lần cơ duyên. Chỉ bất quá, nếu như Lăng Phong tại Phượng Hoàng đế vực bị khi nhục, hoặc là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đợi tương lai cường đại, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không ngại huyết đồ Phượng Hoàng đế vực. Lời này, Tiêu Phàm biết rõ không nên ngay trước Hắc Bào Nhân mặt nói ra, đối phương có khả năng giận dữ phía dưới giết hắn. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem huynh đệ mình chịu nhục. Đương nhiên, một loại khác khả năng chính là, Hắc Bào Nhân nhiều nhất chỉ đem hắn lời nói xem như một cái cười nhạo. Thân làm thần vương cảnh cường giả, lại có ai sẽ để ý tới một cái thiên thần cảnh run rế lời nói đâu. Người trẻ tuổi, vẫn là trưởng thành nói sau đi, hiện tại ngươi, nói câu không tốt nghe, ngươi ngay cả bị ta giết tư cách đều không có. Hắc Bào Nhân cửu trưởng lão cực kỳ khinh thường nói. Hắn chỗ nào biết rõ, bản thân hiện tại miệt thị là ai, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, muốn ngưỡng vọng đã không phải là Tiêu Phàm. Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi, nhưng huynh đệ của ta nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi dám cam đoan, ngươi suy nghĩ sự tình, nhất định sẽ thất bại. Lăng Phong vội vàng mở miệng nói. Lăng Phong không phải đồ đần, hắn tự nhiên biết rõ đối phương khẳng định có cần lợi dụng hắn địa phương, hoặc có lẽ là... liền là hắn trên người ẩn tàng tổ phượng huyết mạch. Đối phương một nhẫn lại nhẫn, cũng hẳn là kiêng kỵ hắn, hơn nữa cũng khẳng định sợ hắn không phối hợp đối phương hành động, nếu không mà nói, Hắc Bào Nhân đã sớm xuất thủ diệt Tiêu Phàm bọn họ. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, bản trưởng lão tên, Phượng Thiên Trường. Hắc Bào Nhân nhe răng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Phượng Thiên Trường đưa tay vung lên. Mang theo Lăng Phong đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phượng Thiên Trường, Tiêu Phàm hít sâu một cái, đem cái tên này vững vàng lạc ấn tại não hải bên trong. Lão Tam, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn chăm chú Lăng Phong bị mang đi phương hướng, chiến ý tiêu thăng, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn. Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng nắm đấm nắm chặt. Bọn họ trong lòng đối thực lực tràn đầy khát vọng, hận không thể lập tức đột phá thần vương cảnh. Nếu như bọn họ là thần vương cảnh cường giả, cái kia Hắc Bào Nhân Phượng Thiên Trường, lại làm sao có thể mang đi Lăng Phong đâu. Mạnh lên, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn phát hiện, cho dù đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn thực lực cũng còn thiếu rất nhiều. Không nói thần vương cảnh cường giả, liền là cổ thần, cũng dám cưỡi tại hắn trên đầu đi tiểu. So với Phượng Thiên Trường, Tiêu Phàm việc cấp bách muốn đối mặt, liền là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đối với thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, tàn khốc là không cần nói nhiều, muốn sống sót, hắn nhất định phải nắm giữ đầy đủ thực lực. Bây giờ có thể tăng lên thực lực phương pháp, ngoại trừ tu luyện thần thông thủ đoạn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là đột phá đến thiên thần đỉnh phong. Nhị ca, tam ca. Tu La Điện an nguy liền giao cho các ngươi, ta theo Tiểu Kim hiện tại liền đi. Quan Tiểu Thất hít sâu một cái nói, hắn và Tiểu Kim lại làm sao không phải muốn lập tức tăng lên thực lực đâu. Tại Tiêu Phàm bên người, có Tiêu Phàm phù hộ, bọn họ liền ma luyện cơ hội đều không có, muốn đột phá tự nhiên là 10 phần gian nan. Chỉ có đi ra ngoài, gặp gỡ càng mạnh đối thủ, không ngừng ma luyện bản thân, mới có thể buộc bản thân mau chóng đột phá, đạp vào tầng thứ cao hơn. Nhanh như vậy, Tiêu Phàm cũng đã đáp ứng mấy người rời đi, chỉ là không nghĩ đến một màn này đến như thế đột nhiên. Lăng Phong đã bị Phượng Hoàng đế vực Phượng Thiên Trường mang đi,
hiện tại Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim lại muốn rời đi, huynh đệ mấy cái không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim kiên định gật gật đầu, Quan Tiểu Thất nói, Tam ca, phiền phức thay ta chiếu cố tốt sư tôn bọn họ, có thời gian, ta nhất định thường về đệ nhất thành. Yên tâm, tại bên ngoài gặp gỡ nguy hiểm gì, nhớ kỹ liên hệ Tu La Điện. Tiêu Phàm mười phần bất đắc dĩ gật gật đầu, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, nói Tiểu Thất, Tiểu Kim, bảo trọng. Nhị ca, Tam ca, các ngươi cũng bảo trọng. Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cùng Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ôm cùng một chỗ, sau một lát, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim dứt khoát quay người rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thật lâu không nói, tràng diện có chút yên lặng. Lão Tam, cái này đệ nhất thành an nguy liền giao cho ta đi, thế giới bên ngoài mới thích hợp ngươi và Tu La Điện. Thật lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn không có nói, tất cả đều ở không nói lời nào. Huynh đệ ở giữa, căn bản không cần phải nói quá nhiều, dù là chỉ là một cái ánh mắt, cũng có thể minh bạch đối phương tâm ý. Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ, Tiêu Phàm nếu như không phải là bị Tu La Điện cùng đệ nhất thành kiềm chế, đoán chừng cũng sớm liền rời đi nơi này, căn bản không biết đợi đến hiện tại. Làm huynh đệ, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể làm. Liền là nhường Tiêu Phàm không có nỗi lo về sau, có thể một lòng tu luyện cùng đột phá. Cảm ơn ngươi, nhị ca. Hồi lâu, Tiêu Phàm thật sâu gật gật đầu nói. Đệ nhất thành có Nam Cung Tiêu Tiêu trấn thủ, cùng Phệ Hồn cùng Hàn Lê hỗ trợ, muốn giữ vững vẫn là không khó, chỉ tại thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Lạc Thần Các, Quỷ Vương Môn cùng Phong Lôi các cái này tam đại thực lực tối đa cũng liền vụng trộm động tay chân mà thôi. Tuyệt đối không dám trắng trợn đối phó đệ nhất thành. Về phần Tu La Điện, khẳng định sẽ không cục giới hạn trong đệ nhất thành, mà là hướng về tứ phương phóng xạ, chậm rãi khuếch trương. Tiêu Phàm đối Tu La Điện định vị sớm đã rõ ràng trong lòng, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Tu La Điện tất nhiên trở thành thái cổ thần giới, cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Giữa huynh đệ, không cần phải nói tạ ơn cái chữ này, đây không phải ngươi nói sao. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng. Đệ nhất thành liền giao cho nhị ca, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim rời đi, cho hắn tạo thành không nhỏ đả kích. Nếu như Tu La Điện đầy đủ cường đại, Lăng Phong bọn họ cũng sẽ không rời đi, cho nên, hắn cần không ngừng mạnh lên. Mới có thể bảo vệ bên cạnh mình người. Thời gian nhanh chóng sói mòn, hơn một tháng tháng rất nhanh liền đi qua, một cái này nhiều tháng, đệ nhất thành tất cả đều đang đâu vào đấy tiến hành. Theo lấy các đại thế lực thần phục cùng gia nhập, đệ nhất thành cũng đã đơn giản đại thành quy mô, nhân khẩu cũng nhiều đến hàng trăm triệu, chậm rãi biến phồn vinh. Nương tử, hơn một tháng, lão tam đều không xuất hiện, người nói hắn sẽ không bế tử quan a. Một tòa phủ đệ bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu nằm ghế bành bên trên, nhìn xem bên cạnh Tuyết Lung Giác nói. Tuyết Lung Giác lắc đầu, nói tam đệ là một cái trọng tình nghĩa người, đại ca bọn họ rời đi đoán chừng đối với hắn đả kích rất lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, đột nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày vặn đến cùng một chỗ, lại là nhìn thấy, một đạo thân ảnh từ không trung lướt xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở phủ đệ bên trong. Lộ ra cực kỳ gấp rút bộ dáng. Phong lang, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía người tới, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Phong lang, bất quá hắn bộ dáng hơi có vẻ sốt ruột, hiển nhiên là có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Công tử đâu, hắn khi nào xuất quan? Phong lang ngưng tiếng nói, bọn họ không biết Tiêu Phàm bế quan địa phương, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng. Cho nên Phong Lang lúc này mới tìm đến Nam Cung Tiêu Tiêu. Đến cùng ra sự tình gì? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống, lão tam đang bế quan, khả năng đến mấu chốt thời điểm, không cho phép quấy rầy, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ, Tu La Điện sự tình, cho dù là hắn, cũng không có khả năng nhúng tay, đó là độc thuộc về Tiêu Phàm lực lượng. Hắn hiện tại trưởng khống, cũng chỉ là đệ nhất thành lực lượng mà thôi. Hơn nữa cho dù đệ nhất thành,
cũng chỉ cần Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, đều sẽ nghe theo Tiêu Phàm hiệu triệu. Bất quá tất cả những thứ này Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không để ý, hắn lúc đầu cũng không phải là mưu cầu danh lợi quyền lực người, nếu không lúc trước cũng sẽ không bỏ qua Đại Ly đế chủ chi vị. Ta vừa mới nhận được tin tức, Đạo Duyên cùng Trường Ca hai người ám sát Phó Tam Đao nhi nữ, hiện tại đã rơi vào Phó Tam Đao trong tay. Phó Tam Đao buông lời, trong vòng nửa tháng, công tử không tự mình đến nhà tạ tội, hắn liền giết Đạo Duyên cùng Trường Ca. Phong Lang hít sâu một cái nói, trong mắt chán phóng lạnh lẽo sát khí. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn tự nhiên biết rõ Phong Lang trong miệng Đạo Duyên cùng Trường Ca là ai, hai người tên đầy đủ là Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca. Nhiễm Trường Ca là Tiêu Phàm từng tại Chiến Hồn Đại Lục Huyền Vực phát hiện một cái hạt giống tốt. Lúc trước Tiêu Phàm cùng Kiếm là bọn họ chạy tới huyền vực, chuẩn bị đem Huyết Vô Tuyệt tử vong sự tình nói cho Huyết Yêu Nhiêu, liền là Nhiễm Trường Ca dẫn đường. Tiêu Phàm cảm thấy hắn thiên phú không tồi, liền đề cử hắn đi tìm Dịch Bằng, tiến vào đệ nhất lâu khổ tu, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, Nhiễm Trường Ca cũng từ năm đó chiến đế cảnh, trở thành chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Về phần Hồ Đạo Duyên, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là lại cực kỳ quen thuộc. Đây chính là Tiêu Phàm duy nhất đồ đệ, luận bối phận, Hồ Đạo Duyên còn muốn gọi hắn một tiếng sư bá đâu. Bây giờ Hồ Đạo Duyên thân hãm bẫy dập, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn họ ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu trên người sát khí bỗng nở rộ, chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mười mấy độ. Bọn họ tại U Vân Thiên Thành, Phong Lang sát khí nặng nề nói, lại lắc đầu, bổ sung một câu, người đi vô dụng, không có thấy công tử. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Dừng một chút, Phong Lang lại nói, mặt khác, Dịch Lâu chủ cùng Lãnh Điện chủ cũng đã chạy tới, nếu như có thể giết Phó Tam Đao đó là tốt nhất, nếu như giết không được, cái kia chỉ có công tử có thể cứu bọn họ. Mang ta tới, Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự nói. Phong Lang lắc đầu, nói, Nam Cung huynh nhiệm vụ là trấn thủ đệ nhất thành, nơi này thế nhưng là Tu La Điện đại bản doanh, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu càng ngày càng lo lắng, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, Tiêu Phàm xuất quan, lại không biết đến lúc nào. Nam Cung huynh, người biết rõ công tử lúc nào xuất quan sao? Phong Lang hít sâu một cái nói, hắn cũng không biết, Tiêu Phàm bế quan thời khắc không cho phép quấy rầy, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như Lãnh Tiếu Nhận cùng Dịch Bằng giết không chết Phó Tam Đao, đến lúc đó Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca có thể nhất định phải chết. Ta cũng không rõ ràng. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong lòng thầm than, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Còn có thời gian nửa tháng, Tam Đệ có lẽ sẽ trước giờ xuất quan, tiếp qua hơn một tháng không phải liền là thiên thần bảng tranh đoạt tái sao. Một bên Tuyết Lung Giác nhắc nhở. Phó Tam Đao sẽ không cho chúng ta nhiều hơn thời gian, nửa tháng sau. Hắn nhất định sẽ giết Đạo Duyên cùng Trường Ca. Phong Lang sắc mặt vô cùng khó coi. Vô luận là Hồ Đạo Duyên, vẫn là Nhiễm Trường Ca, đều là hắn xem trọng hai cái hậu bối, tự nhiên không muốn bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn dám, Phong Lang vừa dứt lời, một đạo phẫn nộ tiếng bỗng nhiên vang lên, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ vô cùng bá đạo sát ý. Phong Lang cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đột nhiên dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe qua, ở bọn hắn một trượng có hơn, liền nhiều một cái áo bào đen thanh niên. Công tử, lão tam, Phong Lang cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đồng thời để cho nói, áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm, trên người phát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức, chung quanh không gian đều dường như tiếp nhận không được hắn uy áp, biến vô cùng vặn vẹo. Lão nhị. Đệ nhất thành giao cho ngươi, ta cũng cái kia chạy tới U Vân Thiên Thành. Tiêu Phàm đôi mắt đang mở hí, điện quang lấp lóe, hung uy vô hạn. Cẩn thận một chút, Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, liền mang theo Phong Lang trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Sau một lát, Tiêu Phàm mang theo mấy đạo thân ảnh khống chế thần chu, hướng về chân trời lao đi. Tiểu Lang. Đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Thần chu phía trên, Tiêu Phàm đứng ở bong thuyền phía trên, đứng chắp tay. Tại hắn sau lưng, đứng đấy Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nghiêu cùng Trọc Thiên Hồng,
những người khác cũng muốn đi theo Tiêu Phàm, bất quá đều bị Tiêu Phàm lưu lại. Lần này tiến về U Vân Thiên Thành, hung hiểm dị thường, nếu như mang lên kiếm là đám người, có thể sẽ hại bọn họ, may mắn, Tiêu Phàm dứt khoát chỉ mang lên mấy cái thiên thần cảnh cao giai cường giả. Về phần mang lên Chọc Thiên Hồng, Tiêu Phàm là cân nhắc đến nó đặc thù năng lực, mang theo trên người, có lẽ cũng có nhất định trợ giúp. Luận thực lực, lúc trước cùng Chọc Thiên Hồng cùng nhau phong ấn mấy đầu thần thú cũng không yếu so với hắn, bất quá so sánh phía dưới, Tu La Điện càng cần bọn chúng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Phong Lang nhẹ gật đầu, nói, hai canh giờ phía trước, Dịch Bằng truyền đến tin tức, nói từ lúc hơn một tháng trước, Đạo Duyên cùng Trường Ca hai người liền biến mất ở Đệ Nhất Thành, ngay từ đầu Dịch Bằng cũng không có coi ra gì, thẳng đến hôm qua. Phong Lang đem Dịch Bằng truyền lại cho hắn tin tức một năm một mười Tiêu Phàm giảng thuật một lần, nguyên lai sớm tại một tháng trước đó xây thành trì đại điển bên trên, Phó Tam Đạo uy hiếp Tiêu Phàm rời đi về sau, Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng đi theo rời đi. Dịch Bằng coi là hai người muốn đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không đem việc này đặt ở trong lòng, bất quá ngay tại hôm qua, có Tu La Điện thu hoạch được tin tức, Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca hai người ám sát Phó Tam Đao tất cả hậu đại. Những chuyện này hai người ngược lại là làm người không biết quỷ không hay, bất quá hai người tại giết Phó Tam Đao hậu nhân sau đó, vậy mà đi ám sát Phó Tam Đao. Phó Tam Đao thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả, cho dù bị Diệp Thi Vũ phong ấn một nửa lực lượng, đó cũng là bán bộ cổ thần cảnh A, há lại hai cái chiến thần cảnh tu sĩ có thể ám sát. Tại bán bộ cổ thần cảnh cường giả trước mặt, coi như chiến thần cảnh tu sĩ ẩn tàng cho dù tốt, cũng không có khả năng trốn qua cổ thần cảnh bắt, hai người cũng là dạng này thua ở Phó Tam Đao trong tay. Thực sự là ngu xuẩn, Tiêu Phàm nghe xong, không khỏi nổi giận nói. Lấy chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, đi ám sát một cái bán bộ cổ thần cảnh cường giả. Đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì chứ? Công tử cũng đừng trách bọn họ, hai người đều là vì ngươi, bọn họ biết rõ Phó Tam Đao lần trước uy hiếp ngươi, cho nên mới nghĩ đến giải quyết cái phiền toái này. Phong Lang khuyên giải nói. Đúng vậy a công tử, ta ngược lại là cảm thấy bọn họ có lòng. Quân Nhược Hoan cũng gật gật đầu, nói, huống hồ, Phó Tam Đao hiện tại còn không có giết bọn hắn, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Công tử, Đạo Duyên bọn họ giết Phó Tam Đao tất cả hậu đại, tại sao còn giữ bọn họ? Phong Lang nghi hoặc hỏi. Điểm này, Quân Nhược Hoan bọn họ cũng mười phần không hiểu, dựa theo lẽ thường tới nói, Phó Tam Đao nhất định sẽ bất kể hậu quả diệt Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca mới đúng a, tại sao còn muốn bức Tiêu Phàm hiện thân đâu? Bởi vì, hắn muốn cứu bản thân. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, hắn đối Phó Tam Đao thi triển chủng ma chi thuật. Phó Tam Đao thật vất vả có uy hiếp Tiêu Phàm thẻ đánh bạc, làm sao có thể không lợi dụng đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, ở phía xa mấy chục vạn dặm bên ngoài U Vân Thiên Thành, một tòa cổ pháp thở mạnh trạch viện trong đại sảnh, chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên một cái liền có thể nhận ra, người này không phải kẻ khác, chính là Phó Tam Đao. Trong đại sảnh, quỳ sát một đạo áo đen thân ảnh, đang tại cùng hắn bẩm báo một chút tin tức. Phó Tam Đao thần sắc biến ảo không ngừng, thật lâu, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, khoát khoát tay, cái kia hắc y nhân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà thực có can đảm đến, vậy liền để ngươi có đi mà không có về. Phó Tam Đao cười lạnh nói, khống chế ta tư tưởng, còn phái người giết ta hậu nhân, Tiêu Phàm a Tiêu Phàm. Người cái này đơn giản liền là tự chui đầu vào giỏ. Nghĩ giết chết người người, có thể không ít. Hiện tại ép ta, ai cũng đừng nghĩ khá giả. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm, Phó Tam Đao trên người sát ý liền không thèm mảy may che giấu. Hắn hiện tại thế nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Hắn sở dĩ không có giết chết Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca, cũng không phải hắn không dám cá chết lưới rách, mà là hắn nghĩ tiếp tục sống sót, dùng Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca vì thẻ đờ. Ta đã thấy vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Bình thản thanh âm quanh quẩn tại hư không, không biết từ cái nào phương hướng chuyển đến, Hắc Y Thiên Thần nghe vậy, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy là sát ý lạnh như băng. Làm càn, dám nhục mạ thiếu chủ, là hiềm mạng lớn sao? Hắc Y Thiên Thần cấp dưới càng là quát lớn nói, sát khí bao phủ tứ phía bát phương. Bạch bào thanh niên nghe được thanh âm này, con người lại là khẽ run lên.
con ngươi nhanh chóng liếc nhìn lấy bốn phía. Hừ, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, theo sát mà tới là một cỗ không thể địch nổi uy áp, Hắc Y Thiên Thần cùng hắn hai cái cấp dưới thân thể trong nháy mắt trầm xuống, dường như gánh vác lấy một tòa núi cao đồng dạng, ép tới bọn họ không thở nổi. Mấy người gian nan ngẩng đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, lại là nhìn thấy một chiếc thần chu đang nhanh chóng bay vụt mà tới, thần chu bong thuyền phía trên, đứng đấy một cái áo bào đen thanh niên. Áo bào đen thanh niên đứng chắp tay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong gió bay lên, giống như một tôn cái thế thần ma lâm thế, thiên địa ở tại trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Bạch bào thanh niên nhìn thấy áo bào đen thanh niên thời khắc, bờ môi hơi hơi run rẩy, há miệng muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là không nói gì cửa ra. Biểu ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, áo bào đen thanh niên lại là cười tủm tỉm mở miệng nói, ngữ khí hiền lành nhẹ nhàng. Nghe được biểu ca hai chữ, bạch bào thanh niên toàn thân bỗng nhiên run một cái, không biết là sợ hãi, vẫn là kích động tạo thành. Áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác, chính là đi ngang qua Tiêu Phàm, có thể làm cho Tiêu Phàm kêu biểu ca người, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có một cái, kia chính là đã từng Sở gia nhị thiếu Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ đến, vậy mà sẽ ở chỗ này nhìn thấy Sở Vân Bắc, lần trước gặp mặt, hay là đang thần chi kiếp địa, chớp mắt liền đã đi qua đến mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian, Sở Vân Bắc vậy mà cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm biết rõ Sở Vân Bắc thiên phú cũng không bằng gì, nhưng là phần này nghị lực, lại là liền Tiêu Phàm đều lau mắt mà nhìn. Ta không xứng làm ngươi biểu ca. Thật lâu, Sở Vân Bắc lúc này mới lên tiếng nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Hắn thân ca ca Sở Vân Phi, nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm, hơn nữa nhiều lần đem hành động thay đổi thực tiễn, Sở Vân Bắc trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn. Mặc dù Tiêu Phàm đã từng là hắn giết cha cừu nhân, nhưng phần cừu hận này, hai người sớm đã hóa giải, nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không xem ở Sở Vân Bắc phân thượng, chỉ là phế đi Sở Vân Phi tu vi, tha hắn một mạng. Tiêu Phàm lắc đầu, nói thị phi ân oán, ta còn phân rõ, người phụ thân và Sở Vân Phi sự tình, cũng không ảnh hưởng ta như thế nào đối với ngươi. Sở Vân Bắc bờ môi run rẩy, muốn nói điều gì, lại không nói ra được miệng. Tiêu Phàm không có nói tiếp cái gì, hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cái kia Hắc Y Thiên Thần, cái này nhưng đem Hắc Y Thiên Thần dọa cho phát sợ, bằng vào khí thế liền có thể ép bọn họ không thở nổi, đối phương chí ít cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ thực lực a. Tiền bối, Hắc Y Thiên Thần vội vàng cung bái nói, toàn thân nơm nớp lo sợ. Lâm gia thật nói cho ngươi mạnh như vậy, phàm là bước vào ngươi Lâm gia địa bàn, đều phải trở thành ngươi Lâm gia chó. Tiêu Phàm híp hai mắt, một vòng tinh quang bắn ra. Hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm đây là phẫn nộ rồi, càng là động sát ý. Không dám, Hắc Y Thiên Thần phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vừa mới đối mặt Sở Vân Bắc cái này chiến thần cảnh, hắn tự nhiên là vênh váo tự đắc, mũi vểnh lên trời. Nhưng ở thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, hắn nơi nào còn dám nói lớn như vậy mà nói, hắn còn muốn sống lâu mấy năm nữa. Không dám, còn có cái gì là ngươi không dám sao? Thần Thiên Nghiêu hừ một tiếng, cái này Hắc Y Thiên Thần thật đúng là thật lớn khẩu khí, một câu liền đem bọn họ tất cả mọi người cùng chửi. Bất quá lại nói trở về, tại Hắc Y Thiên Thần ở độ tuổi này có thể đột phá thiên thần cảnh, thiên phú cũng đúng là không tệ. Hắc Y Thiên Thần khẽ cắn môi, cúi đầu không nói, lúc này, hắn một cái hạ nhân thuộc nói, các vị tiền bối, nhà ta thiếu chủ thế nhưng là Lâm gia. Phốc, lời còn chưa dứt, một tiếng vang giòn, Hắc Y Thiên Thần một cái hạ nhân thuộc đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời xương máu tiêu tán tại không trung. Một màn này nhưng đem Hắc Y thanh niên cùng hắn một cái khác hạ nhân thuộc dọa cho phát sợ, hai người vãi cả linh hồn, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Một lời không hợp, liền trực tiếp giết người, liền xem như bọn họ, cũng chưa thấy qua dạng này ngoan nhân a. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến hắn biết cường đại đến dạng này cấp độ, nhất niệm ở giữa liền có thể quyết định chiến thần cảnh đỉnh phong sinh tử, cái này cũng quá đáng sợ. Lâm gia, rất mạnh sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Hắc Y Thiên Thần nói. Hắc Y Thiên Thần phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, nói tiền bối tha mạng. Tha mạng,
vừa mới ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta biểu ca mệnh? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cái thế giới này liền là lấy nắm đấm vi tôn, nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ cường đại, đối phương đoán chừng ngay cả bọn họ đều cùng một chỗ diệt, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Hắc Y Thiên Thần kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nói gì, một cái khác chiến thần cảnh cấp dưới lấy dũng khí nói, các vị tiền bối, ta Lâm gia thế nhưng là chính là Tam Lưu Tông môn Linh Hỏa Tông cấp dưới thế lực, thiếu chủ nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng. Lại là một tiếng nổ vang, Hắc Y Thiên Thần một cái khác thuộc hạ cũng trực tiếp nổ tung, chết đến không thể lại chết, hư không chỉ cần vô số xương máu đang tràn ngập, bay múa. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, Hắc Y Thiên Thần giờ khắc này rốt cục sợ hãi, hắn hai cái cấp dưới báo ra Lâm gia cùng Linh Hỏa Tông, đối phương vậy mà một chút cũng không đặt ở trong lòng, chẳng phải là nói, đối phương liền Linh Hỏa Tông đều không để trong mắt. Nghĩ vậy, Hắc Y Thiên Thần nơi nào còn dám do dự, vội vàng quỳ gối mặt đất, đầu đập ầm ầm rung động. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, Hắc Y Thiên Thần sau đó lại nhìn về phía Sở Vân Bắc nói, huynh đệ, là ta thật xin lỗi ngươi, còn mời tha ta một cái mạng chó, về sau ta đây cái mạng liền là huynh đệ. Huynh đệ, ngươi cũng xứng vì ta huynh đệ. Sở Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, một ngụm máu kiếm bắn về phía hư không. Ngay sau đó một khỏa đầu lâu bay lên. Đầu kia sọ hai mắt chừng nếu chuông đồng, kinh khủng nhìn xem bản thân cái kia không đầu thi thể, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở nơi này. Phải biết, hắn thế nhưng là mảnh này thế lực chủ làm thịt, Lâm gia thiếu chủ a. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã hoàn toàn không còn kịp rồi, hắn cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, đối phương vô cùng có khả năng liền hắn linh hồn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Hắc Y Thiên Thần linh hồn đột nhiên từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về chân trời lao đi. Ta Lâm gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều phải chết. Hắc Y Thiên Thần nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không có đuổi theo, phẫn nộ thanh âm từ phía chân trời truyền đến, thỏa thích gầm thét. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại Hắc Y Thiên Thần bên tai vang lên, lại là nhìn thấy một cái quỷ thủ từ trong hư vô nhô ra. Một cái tay gắt gao dắt lấy Hắc Y Thiên Thần linh hồn. Xuất thủ không phải kẻ khác, chính là Quỷ Thiên Cừu. Hắc Y Thiên Thần linh hồn kinh khủng đến cực điểm, hắn rõ ràng chạy thoát rồi a, làm sao có thể lại rơi vào bọn họ trong tay. Linh hồn thiên phú, nghĩ đến cái kia màu đen quỷ thủ, Hắc Y Thiên Thần trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ vô cùng nói. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp những người này, hơn nữa đối với hắn xuất thủ hay là cái kia áo bào đen thanh niên trên dưới thuộc, một cái hạ nhân thuộc liền như thế đáng sợ, vậy hắn bản nhân đâu, lại là biết bao kinh khủng. Hắc Y Thiên Thần không cách nào tưởng tượng bản thân đắc tội như thế nào tồn tại, hắn duy nhất biết rõ, bản thân lần này tai kiếp khó thoát. Công tử nguyên bản định tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi bản thân không trân quý. Quỷ Thiên Cừu một cái quỷ chảo nắm lấy Hắc Y Thiên Thần linh hồn, lạnh giọng nói. Hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra. Dừng tay, cũng đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng từ đằng xa cuốn tới. Ân, nghe được tiếng kia quát như sấm, Quỷ Thiên Cừu lông mày hơi hơi trầm xuống, bất quá trên tay lại là không có bất kỳ do dự nào, quỷ trào nhẹ nhàng bóp, Hắc Y Thiên Thần linh hồn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh. Hư không hắc sắc vũ khí nhấp nhô, cuối cùng toàn bộ đều tràn vào Quỷ Thiên Cừu thể nội, hư không tựa như cái gì đều không phát sinh qua. Hỗn trướng, đem bọn họ đều vây quanh, ai cũng đừng hòng trốn. Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, nơi xa từng đạo bóng đen lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, đem mấy người vây chật như nêm cối. Hô một tiếng, Sở Vân Bắc đột nhiên thân hình lóe lên. Một tay chế trụ Hắc Y Thiên Thần không đầu thi thể, một cái tay khác lại là bắt được hắn đầu lâu. Một màn này, Tiêu Phàm toàn bộ đều xem ở trong mắt, trong lòng đối Sở Vân Bắc lại không khỏi xem trọng thêm vài lần. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn trước tiên nghĩ đến vậy mà không phải chạy trốn, mà là bắt lấy cái kia hộ thân phù, phản ứng như vậy năng lực cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắc Y Thiên Thần mặc dù đã chết, nhưng hắn thân làm Lâm gia thiếu chủ. Hắn thi thể có thể không cho phép người khác tùy tiện khinh nhờn. Người tới rõ ràng là Lâm gia người,
có bọn họ Lâm gia thiếu chủ thi thể nơi tay, cũng liền tương đương với nhiều một chương bảo mệnh phù. Vẻn vẹn không đến ba cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, đã bị vây chật như nêm cối, cuồng bạo khí tức chấn động đến hư không rung động không thôi. Không nói chiến thần cảnh, liền là thiên thần cảnh cũng có không ít, trong đó hai người, tu vi càng là đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Các ngươi lại dám giết ta Lâm gia thiếu chủ, lấn ta Lâm gia không người sao? Một tiếng quát lớn tại hư không quanh quẩn, chỉ thấy một cái hôi bào lão giả từ đám người bên trong đi ra, cuồng bá khí tức tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ. Sở Vân Bắc cơ thể hơi run lên, hắn dù sao chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, thiên thần cảnh hậu kỳ khí tức cũng không phải hắn có thể tùy tiện tiếp nhận. Bất quá, coi như Sở Vân Bắc chuẩn bị dùng Lâm gia thiếu chủ thi thể ngăn khuất trước người lúc, hắn chỉ cảm giác một dòng nước ấm bao phủ hắn, cái kia cuồng bá uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Biểu đệ, Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến lại là Tiêu Phàm tại trợ giúp hắn, mỗi lần tại mấu chốt thời điểm, đều là Tiêu Phàm xuất thủ. Nếu như không phải bởi vì thù giết cha, Sở Vân Bắc có lẽ đã sớm gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía chung quanh Lâm gia tu sĩ, trong con người sát khí chìm nổi, trước kia hắn, có lẽ hay là nhân từ nương tay, nhưng hiện tại Tiêu Phàm sẽ không. Một lần lại một lần giáo huấn nói cho hắn biết, địch nhân, chỉ có hoàn toàn dẫm ở dưới chân, mới có thể hậu cố vô ưu, nếu không mà nói, luôn có một ngày sẽ trái lại cắn bản thân một ngụm. Còn không thúc thủ chịu trói, nếu là bức lão hủ động thủ, các ngươi nhất định không thể thiếu một phen tra tấn. Hồi bào lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ bất phi sở động, tức khắc giận tím mặt. Đều giết a, lúc này, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Trên mặt chưa từng nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Ở hắn trong mắt, cái này mấy chục người, có vẻ như không phải thiên thần cảnh cường giả, mà là một bầy kiến hôi. Bất quá lời này, nghe vào hôi bào lão giả bọn họ trong tai, liền tựa như một cái thiên đại cười nhạo đồng dạng, bọn họ nơi này mấy chục người, cho dù gặp gỡ thiên thần cảnh đỉnh phong còn không sợ. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm bọn họ bên trong, cường đại nhất cũng chỉ là Chọc Thiên Hồng cái này thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi, nghĩ giết bọn hắn, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, không phải cười nhạo thì là cái gì chứ? Ha ha, thậm chí, càng là ngông cuồng cười ha hả, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một nhóm giống như kẻ ngu. Mấy cái thiên thần cảnh trung kỳ phía dưới người, vậy mà muốn giết một nhóm thiên thần cảnh. Huống chi, nhị trưởng lão thế nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ. Tiểu tử này không có bệnh a. Mặc kệ như thế nào, giết thiếu chủ, bọn họ đều phải chết, còn có bọn họ phía sau gia tộc, cũng đồng dạng được chôn cùng. Ta xem bọn họ là chán sống. Lâm gia tu sĩ nhe răng cười không thôi, có một chút càng là la ầm lên, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Bàn ti thiên huyễn chỉ, tiếng cười chưa rơi, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng vang lên, chỉ thấy thần thiên nghiêu nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Ngay sau đó hư không từng đạo hắc sắc sợi tơ hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, sau một lát liền hội tụ thành một cây hắc sắc ngón tay. Hắc sắc ngón tay lấy một loại quỷ dị tần suất rung động, giống như ngàn vạn lợi kiếm tề phát, huyễn ảnh lấp lóe. A, đột nhiên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là nhìn thấy cái kia màu đen ngón tay những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, vô số cỗ thi thể nổ tung, hóa thành cuồn cuộn xương máu bao phủ tứ phương. Lâm gia tu sĩ tiếng cười lạnh két két mà dừng, vẻ khinh thường cũng biến thành kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ. Không đến một cái hô hấp thời gian, những cái kia chiến thần cảnh tu sĩ toàn bộ bị hắc sắc ngón tay đâm trúng, thần hồn câu diệt, cho dù những này thiên thần cảnh, cũng tử thương thảm trọng. Có thể sống sót, trên cơ bản đều là vận khí tương đối tốt. Huyền giai thần thông, thiên thần cảnh đỉnh phong, hồi bào lão giả kinh ngạc nhìn xem thần thiên nghiêu. Con người rung động kịch liệt, vẻ hoảng sợ tràn tại nói nên lời. Cũng chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả thi triển huyền giai thần thông uy lực, mới có thể diệt sát thiên thần cảnh trung kỳ, giống như đổ sát heo chó. Nhị trưởng lão, cứu mạng, đường ca, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại hư không, thật lâu không dứt, ở nơi này chỉ một cái phía dưới, liền bọn họ nhị trưởng lão đều tự thân khó bảo toàn, chỗ nào còn sẽ cứu bọn họ đâu. Không sai biệt lắm ba cái hô hấp không đến thời gian, Lâm gia mấy chục chiến thần cảnh trở lên cường giả, liền chỉ còn lại hai người còn sống,
hai người này đều là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, miễn cưỡng tránh thoát cái kia chỉ một cái công sát. Bất quá, hai người cũng đều chẳng tốt đẹp gì, toàn thân máu me đầm đìa, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Liền mấy cái thiên thần cảnh hậu kỳ đều giết không chết. Quỷ Thiên Cừu khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói đều là vẻ khinh bỉ. Thần Thiên Nghiêu sắc mặt khó coi, ngược lại cũng không phải hắn giết không chết nhị trưởng lão cùng một cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ, mà là hắn nghĩ lưu hai cái người sống, một phần vạn Tiêu Phàm còn có cái gì muốn hỏi bọn họ đâu. Công tử, Thần Thiên Nghiêu đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Lâm gia nhị trưởng lão, hắn cùng với Thần Thiên Nghiêu giao thủ qua, tự nhiên biết rõ cái này bàn ti thiên huyễn chỉ uy lực, Thần Thiên Nghiêu rõ ràng có chỗ giữ lại. Nếu không mà nói, vừa mới cái kia chỉ một cái, tuyệt đối có thể toàn bộ chém giết. Ta nói đều giết, không nghe thấy sao? Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu. Cái gì Lâm gia, Tiêu Phàm căn bản không đặt ở trong lòng, tất nhiên Lâm gia thiếu chủ muốn giết Sở Vân Bắc, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm bọn họ cũng không tính buông tha, Tiêu Phàm giết hắn, không thẹn lương tâm. Mà Lâm gia bởi vì chuyện này, cũng nhất định là sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm bọn họ, tất nhiên như thế, Tiêu Phàm vì sao muốn tha Lâm gia đâu? Tu La giận dữ, máu chảy vạn dặm, lịch đại Tu La điện chủ bên trong, Tiêu Phàm đã coi như là nhân từ, hắn không có tìm bên trên Lâm gia, mà là chỉ giết người trước mắt. Công tử tha mạng, Lâm gia nhị trưởng lão nghe được Tiêu Phàm lời nói, hai chân có chút run lên, thiếu chút nữa thì rơi xuống hư không. Mà một cái khác Lâm gia cường giả, lại là nghĩ đều không muốn, nhấc chân chạy, bất quá lần này xuất thủ không phải Quỷ Thiên Cừu, mà là Quân Nhược Hoan. Chỉ thấy Quân Nhược Hoan bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là cái kia chạy trốn Lâm gia cường giả trước người, trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt một chuôi trường kiếm, một kiếm nhẹ nhàng vung vẩy mà ra, mang theo một màn mưa máu huy sái trường không. Quân Nhược Hoan xuất thủ phiêu giật, mau lẹ, không có bất luận cái gì thoát ly mang nước. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hài lòng gật gật đầu. Lâm gia nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hóa thành một đạo huyết quang xẹt qua trường không, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ có một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Giết ta Lâm gia người, chân trời góc biển, đều lại không các ngươi nơi sống yên ổn. Huyết đột, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, khẽ nói một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía lờ mờ trường không. Huyết độn chi thuật, Tiêu Phàm được chứng kiến không ít, đây là thiêu đốt tự thân tinh huyết, trong thời gian ngắn đến tăng lên bản thân lực lượng và tốc độ, đồng dạng đều là dùng để chạy trốn. Bất quá, loại này huyết độn chi thuật đối tự thân hao tổn cực lớn, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mong rằng công tử tha tội. Lúc này, Thần Thiên Nghiêu đột nhiên quỳ một chân Tiêu Phàm trước người, cúi đầu cung kính nói. Tiêu Phàm nhường hắn giết hết, nhưng hắn lại tự tiện chủ trương tha hai người bất tử, đúng là hắn sai lầm. Người cái kia bàn ti thiên huyễn chỉ quả thật có đợi cải tiến, mặt khác, ta nơi này có một loại địa giai thần thông, người có thể tu luyện một cái. Tiêu Phàm lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Thần Thiên Nghiêu vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Không đợi Thần Thiên Nghiêu lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm liền một chỉ bắn ra, một vệt sáng chui vào Thần Thiên Nghiêu mi tâm. Tại trong đầu hắn, trong nháy mắt nhiều hơn một phần thần thông tin tức, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Thần Thiên Nghiêu phát hiện, Tiêu Phàm cho hắn cái này thần thông, so chính hắn tu luyện bàn ti thiên huyễn chỉ, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Đa tạ công tử, Thần Thiên Nghiêu thần tình kích động nói, trước đó chỉ là đi ra khỏi nhà, cố ý xưng hô Tiêu Phàm công tử. Nhưng là hiện tại, hắn xác thực phát ra từ nội tâm xưng hô Tiêu Phàm là công tử. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy Sở Vân Bắc mặt lộ dữ tợn, nắm đấm nắm chặt bộ dáng, hắn trong lòng cũng đã làm một cái quyết định. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm gia nhị trưởng lão đào tẩu phương hướng, chậm chạp nói, tất nhiên lời đã ra miệng, cái kia tự nhiên muốn làm được. Đám người nghe vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm đây là không dự định buông tha Lâm gia nhị trưởng lão sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái kia Lâm gia nhị trưởng lão rời đi trước đó, thế nhưng là thả ra ngoan thoại, chỉ cần Lâm gia đầy đủ thời gian, đoán chừng liền sẽ tra được Tiêu Phàm trên đầu. Nếu như Lâm gia đối phó Tiêu Phàm còn tốt, Tiêu Phàm không có bất luận cái gì e ngại,
nhưng nếu là bọn họ vụng trộm đối phó đệ nhất thành tu sĩ, cái này cũng không phải là Tiêu Phàm muốn thấy được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm không nghĩ Sở Vân Bắc đi chịu chết, Sở Vân Phi bị Lâm gia thiếu chủ giết chết, lấy Sở Vân Bắc tính tình, hắn là nhất định sẽ đi báo thù. Cho nên, nếu như đã xuất thủ, Tiêu Phàm liền gọn gàng mà linh hoạt, nhưng Sở Vân Bắc lại tránh lo âu về sau. Công tử, cái kia phương hướng, vừa lúc là Lâm gia vị trí, hơn nữa cùng Hỏa Linh Tông giáp giới, chúng ta tiến về U Vân Thiên Tông, cũng vừa lúc đi ngang qua. Quân Nhược Hoàn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nói. Hắn trong lòng thầm than, Lâm gia đoán chừng phải xui xẻo, thậm chí, liền Hỏa Linh Tông đều có thể muốn nhận liên lụy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm lưu lại đối phó Hỏa Linh Tông, nhưng là trước mắt tới nói hẳn là không có khả năng. Tiêu Phàm tiến về U Vân Thiên Thành, có thể còn muốn cứu Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca bọn họ. Vậy liền thuận tiện đi một lần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ý niệm khẽ động, thần chu lần nữa xuất hiện, đám người lách mình liền xuất hiện ở thần chu phía trên. Lại nói Lâm gia nhị trưởng lão thi triển huyết độn chi thuật đào tẩu, nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, liền chạy về Lâm gia, hắn sắc mặt suy yếu đến cực điểm, đây là thi triển huyết độn chi thuật di chứng. Hắn xuyên qua tầng tầng đình viện, trực tiếp hướng Lâm gia nghị sự thính tiến đến. Giờ phút này Lâm gia cũng loạn thành một bầy, Lâm gia thiếu chủ mệnh bài phá toái, càng làm cho Lâm gia gia chủ tức giận không thôi. Một nhóm phế vật, còn không có tra được giết chết Vân Nhi hung thủ. Trong phòng nghị sự, Lâm gia gia chủ phẫn nộ thời khắc, một bàn tay đánh tan nát bên cạnh bàn trà, cái này đã là hắn hôm nay đập nát cái thứ tư bàn trà. Trong phòng nghị sự, ngồi tốt mấy vị trưởng lão, mỗi người đều mặt âm trầm, không dám nhìn thẳng Lâm gia gia chủ. Tại Lâm gia, còn không có ai dám ngỗ nghịch Lâm gia gia chủ, Lâm gia gia chủ liền là thiên, dù là hắn nổi giận, cũng không người dám khuyên giải. Trong phòng nghị sự một mảnh yên lặng, có thể rõ ràng nghe được đám người trầm trọng mà kéo dài tiếng hít thở, bọn họ sợ đã quấy rầy Lâm gia gia chủ. Lâm gia gia chủ lông mày vặn trở thành chữ xuyên. Quanh thân hiện lên thực chất hóa sát khí, hắn nhi tử Lâm Vân thế nhưng là Lâm gia hy vọng, nhưng mà bây giờ lại chết rồi, Lâm gia gia chủ không phẫn nộ, đó là không có khả năng. Gia chủ, nhị trưởng lão đã trở về. Đột nhiên, một đạo gấp rút tiếng hít thở từ cửa ra vào truyền đến, phá vỡ trong đại sảnh yên lặng. Không đợi Lâm gia gia chủ mở miệng, nghị sự thính đại môn liền bị một đạo thân ảnh đá văng, ngay sau đó một đạo suy yếu thân ảnh xông vào. Trực tiếp hướng về mặt đất ngã xuống. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Lâm gia nhị trưởng lão. Lâm gia gia chủ mới vừa chuẩn bị nổi giận, bất quá khi hắn nhìn thấy nhị trưởng lão suy yếu sắc mặt lúc, tức khắc áp chế một cách cưỡng ép lấy trong lòng lửa giận, lách mình xuất hiện ở nhị trưởng lão bên người, đỡ dậy nhị trưởng lão nói, nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Nếu là người khác, Lâm gia gia chủ đoán chừng đã sớm nổi giận, bất quá. Nhị trưởng lão thế nhưng là hắn thân thúc thúc, cái khác trưởng lão đối với hắn Lâm gia gia chủ có lẽ đều có tâm tư, nhưng nhị trưởng lão là tuyệt đối sẽ không. Gia chủ, Vân Nhi bị người giết chết, nhị thúc vô dụng, liền Vân Nhi thi thể đều đoạt không trở lại. Lâm gia nhị trưởng lão thần sắc khó coi nói, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Là ai giết Vân Nhi? Lâm gia gia chủ cũng đã khẳng định hắn nhi tử Lâm Vân cái chết. Hắn bây giờ muốn làm là lập tức thay hắn nhi tử báo thù. Ta cũng không quen biết, bọn họ không giống Hỏa Linh Tông phạm vi bên trong người. Lâm gia nhị trưởng lão lắc lắc đầu nói, bất quá bọn họ thực lực rất mạnh, nếu như ta không phải thi triển huyết độn chi thuật, đoán chừng cũng đã lưu lại. Nghe nói như thế, Lâm gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, Lâm gia nhị trưởng lão thế nhưng là thiên thần hậu kỳ tu vi a, liền hắn đều không phải đối thủ. Cái kia đối phương thực lực cũng không phải đồng dạng cường đại. Nhị trưởng lão, đối phương có bao nhiêu người, là cái gì thực lực? Trong đó một cái trưởng lão lo lắng hỏi. Hết thảy có 7 người, mạnh nhất là hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, còn có một cái thiên thần cảnh trung kỳ, yếu nhất là chiến thần cảnh đỉnh phong, mời gia chủ thay thiếu chủ báo thù. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, hết sức trịnh trọng nói. Hắn chỉ biết rõ thần Thiên Nghiêu, quân Nhược Hoan, Phong Lang. Chọc Thiên Hồng cùng Sở Vân Bắc thực lực, thần Thiên Nghiêu cùng quân Nhược Hoan là xuất thủ qua nguyên nhân, mà Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng Sở Vân Bắc lại là bởi vì tu vi cảnh giới so với hắn thấp, cho nên hắn có thể phán đoán đi ra. Nhưng Tiêu Phàm cùng Quỷ Thiên Cừu lại không xuất thủ qua,
cho nên hắn căn bản không biết là cái gì tu vi. Hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu như chỉ là hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói, vậy cũng không tới để cho ta Lâm gia sợ hãi cấp độ. Còn có hai người thực lực là không biết, nếu như còn có một cái thiên thần cảnh đỉnh phong đâu. Ta Lâm gia chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, một phần vạn đối phương nhiều một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, ta Lâm gia cũng không phải đối thủ. Đúng vậy a, cho nên chuyện báo thù, chúng ta phải tất yếu nghĩ rõ ràng. Theo ta thấy, hãy tìm Hỏa Linh Tông cường giả hỗ trợ, đại trưởng lão, ngươi lần trước không phải nói, Hỏa Tinh Tông tam trưởng lão Hỏa Vân Tử muốn tới ta Lâm gia làm khách sao? Lâm gia chúng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu phân tích lợi hại, tất cả mọi người tâm tư hiển nhiên cũng không tại cùng một cái địa phương. Có ít người nghĩ đến báo thù sự tình, mà có lại bó tay bó chân, lo lắng không phải đối phương đối thủ. Oanh, chính đáng đám người do dự thời điểm, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, lại là Lâm gia tiền viện vị trí, bụi bặm đầy trời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Chuyện gì xảy ra, Lâm gia gia chủ sắc mặt khó coi, ảo não vô cùng, hôm nay chết rồi nhi tử cũng liền bình thường, vậy mà còn có người chạy đến Lâm gia nháo sự. Thật đúng là không có mắt, dám đến ta Lâm gia nháo sự, đơn giản liền là chán sống rồi. Lâm gia trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Gia chủ, là bọn họ khí tức, bọn họ giết đến tận cửa. Lúc này, suy yếu nhị trưởng lão đột nhiên dùng hết toàn lực gào thét, hắn trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn thi triển huyết độn chi thuật mới vừa vặn chạy tới Lâm gia a, nhưng mà, hắn chân sau vừa tới, đối phương chân trước liền theo đi lên, dạng này tốc độ. Đoán chừng xa không chỉ thiên thần cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy a. Nghĩ vậy, Lâm gia nhị trưởng lão kém chút không hôn mê. Giết đến tận cửa, Lâm gia gia chủ sắc mặt tái nhợt, trên người bộc phát ra vô tận sát khí, bốn phía nhiệt độ đều bỗng giảm xuống hơn mấy chục độ, lạnh giọng nói, hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, giết là được. Thoại âm rơi xuống, Lâm gia gia chủ hất lên áo bào, liền hướng lấy ngoài cửa đi đến. Lâm gia người nơi nào còn dám do dự, vội vàng đi theo, Lâm gia nhị trưởng lão thần sắc lấp lóe không yên, nuốt ăn mấy quả đan dược sau đó, sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, cũng đi theo ra ngoài. Giờ phút này, Lâm gia phủ đệ bên ngoài cửa chính, vây đầy tu sĩ, lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những cái này là ai, vậy mà dám giết lên Lâm gia, chẳng lẽ là muốn chết sao? Đối phương tất nhiên dám giết lên Lâm gia, khẳng định có chỗ ỷ lại, bất quá, Lâm gia dù sao cũng là bất nhập lưu thế lực, mấy ngàn năm thời gian có thể sừng sững không ngã, đó cũng không phải là ăn chay. Vậy cũng chưa hẳn, Lâm gia phách lối đã quen, có người chỉ một chút bọn họ cũng là chuyện tốt, bằng không, chúng ta tán tu vĩnh viễn không ngày nổi danh. Không sai, Lâm gia áp chế bóc lột chúng ta đã đủ, diệt càng tốt hơn, chỉ ít trong thời gian ngắn, sẽ không ức hiếp chúng ta. Đám người xì xào bàn tán, toàn bộ đều vô cùng kiêng kỵ Lâm gia người, không dám lớn tiếng mở miệng, cho dù nghị luận cũng chỉ có thể dùng truyền âm thủ đoạn, cố ý ẩn tàng bản thân vị trí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lâm gia phủ đệ đại môn ầm vang sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, cuồng bạo kiếm khí gào thét bốn phía, Lâm gia không ít hộ vệ gặp nạn. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm gia hộ vệ kinh khủng nhìn xem đứng ở cửa mấy đạo thân ảnh. Đại môn phế tích núi không, một cái áo bào đen thanh niên đứng lơ lửng trên không, ở bên cạnh hắn, đứng đấy năm đạo thân ảnh, phía trước nhất lại là một cái huyết bào nam tử đại sát tứ phương. Hiển nhiên, đám người này không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm bọn họ. Mấy người một đường đi theo Lâm gia nhị trưởng lão mà đến, sở dĩ nhanh như vậy, tự nhiên là Tiêu Phàm dùng hồn thiên tinh hỏa toa chạy đi, hắn liền là muốn giết Lâm gia một cái trở tay không kịp. Sở Vân Bắc muốn báo thù, Tiêu Phàm không muốn hắn xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền chỉ có tự mình động thủ. Tiêu Phàm một chuyến chậm rãi tiến lên, căn bản không có phản ứng Lâm gia hộ vệ cùng đệ tử ý tứ, những người này, còn chưa xứng hắn Tiêu Phàm để ý tới. Giết mấy chục người sau, Lâm gia người, đại bộ phận cũng đã không dám tới gần Tiêu Phàm một nhóm, chỉ chờ Lâm gia gia chủ cùng các vị trưởng lão đến. Bành 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 còn có một chút không sợ chết người vẫn như cũ hướng về Tiêu Phàm bọn họ trùng sát mà đi, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người đi ở hai bên, căn bản không cần động thủ,
vẻn vẹn phát ra khí thế liền đem Lâm gia người đánh giết. Nhìn đến, còn không có một cái có thể nói chuyện. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, băng lãnh sát khí lặng yên phát ra. Hắn thực chất bên trong là tương đối nhân từ, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới giết tông diệt tộc sự tình, nhưng đi tới thái cổ thần giới đến nay, cơ hồ thường xuyên đều tại làm lấy giết tông diệt tộc sự tình. Nếu như đã bắt đầu giết chóc, Tiêu Phàm dứt khoát cũng đã không quan tâm tất cả những thứ này. Sở Vân Bắc ca ca Sở Vân Phi bị Lâm gia thiếu chủ giết chết, Sở Vân Phi chết Tiêu Phàm có lẽ không thế nào quan tâm, nhưng Tiêu Phàm quan tâm Sở Vân Bắc sinh tử. Đoạn ân oán này có thể giải quyết cũng liền bình thường, không thể giải quyết mà nói, vì Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm không ngại lại ngoan tuyệt một lần. Phốc phốc, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân thực chất hóa sát khí bắn ra, giống như sắc bén thần kiếm, cách nhau khá gần mấy cái Lâm gia tu sĩ hoàn toàn bị kiếm khí xuyên thủng, chết đến không thể lại chết. Có lẽ có người sẽ cho rằng Tiêu Phàm tàn nhẫn, nhưng cái thế giới này liền là như thế, khắp nơi tràn đầy huyết tinh, tràn đầy giết chóc. Đối với địch nhân nhân từ, liền là đối bản thân tàn nhẫn, cùng với như thế, làm sao không đối kẻ khác tàn nhẫn một chút đâu. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, giống như một đạo lôi âm đồng dạng chấn động hư không, mấy cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt, xông thẳng Tiêu Phàm bọn họ một chuyến mà đi. Hô hô mấy đạo tiếng xé gió, không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa, liền đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cầm đầu là một cái nam tử trung niên, từ hắn trên người khí tức phán đoán, hẳn là một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, ở bên cạnh hắn 7-8 người, mỗi người đều là thiên thần cảnh tu vi. Lâm gia gia chủ, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem đối diện nam tử trung niên, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Ngươi là người nào, tại sao tại ta Lâm gia phủ đệ đại khai sát giới? Lâm gia gia chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá, đối mặt Tiêu Phàm hắn không dám động mảy may sát khí. Lâm gia gia chủ nơi nào còn không biết Tiêu Phàm là người nào, khẳng định liền là giết hắn nhi tử kẻ cầm đầu. Hắn trong con ngươi lóe ra băng lãnh quang mang, hận không thể xông đi lên lập tức đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối, vì báo mối thù giết con. Chẳng qua là làm hắn nhìn thấy hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong vậy mà chỉ là Tiêu Phàm thuộc hạ thời khắc, Lâm gia gia chủ cưỡng ép đè lại trong lòng sát khí. Lâm gia gia chủ trong lòng thầm mắng không thôi, cái kia đáng chết nhị trưởng lão vậy mà không đem tình huống nói rõ ràng, bằng không, hắn nếu đối Tiêu Phàm động thủ, đoán chừng không may liền không chỉ là chính hắn, mà là toàn bộ Lâm gia. Ta là giết ngươi nhi tử người, Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái kia ngữ khí, liền tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Nghe nói như thế, Lâm gia gia chủ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nội tâm chỗ sâu áp chế sát ý thiếu chút nữa thì bạo phát ra. Nếu là bình thường, hắn Lâm gia gia chủ đó cũng là kiêu hoành bạt hổ, cực kỳ càn rỡ, chỉ tại Lâm gia phạm vi bên trong, hắn hoàn toàn có thể không nhìn tất cả. Nhưng là hôm nay tại Tiêu Phàm trước mặt, cho dù là long, hắn cũng phải cuộn lại, là hổ, hắn cũng phải nằm sấp. T, cũng dám cùng Lâm gia chủ như thế nói chuyện, nhìn đến không phải mãnh long không qua sông A. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, cực kỳ kinh ngạc Tiêu Phàm ngông cuồng. Giết nhân gia nhi tử, vậy mà còn tìm tới cửa, cái này đã không phải bình thường bá đạo. Các hạ nói đùa, con ta đang lúc bế quan. Lâm gia chủ trong tay áo nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, nhè răng trợn mắt cưỡng ép nhìn xuống lửa giận nói. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng đám người đều có thể nhìn ra, Tiêu Phàm 89 phần 10 thật giết Lâm gia thiếu chủ. Có thể Lâm gia chủ thậm chí ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái. Chỉ có thể nói bọn họ tầm mắt không bằng Lâm gia chủ kiêng kỵ cũng không phải Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm phía sau gia tộc. Dù sao, có thể bồi dưỡng ra như vậy tuổi trẻ thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không phải đồng dạng thế lực có thể làm được. Tiêu Phàm cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm gia chủ sự nhẫn nại, tại Tiêu Phàm gặp qua người bên trong, xem như tương đối mạnh. Ý ngươi là, cái này không phải ngươi nhi tử, Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Vừa dứt lời, một bên Sở Vân Bắc đưa tay vung lên, một bộ đầu thân tách rời thi thể xuất hiện ở mặt đất phía trên, mặc dù dính vào máu tươi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ khuôn mặt. Thực sự là Lâm gia thiếu chủ Lâm Vân, đám người bên trong có người kinh hô mà ra,
Lâm Vân thế nhưng là Lâm gia sở thuộc thế lực phạm vi bên trong đệ nhất ít, cơ hồ không người không nhận biết. Coi như không có thấy tận mắt Lâm Vân, vậy cũng gặp qua Lâm Vân chân dung, bởi vì người như vậy, người nào đều không muốn đắc tội, nhưng là muốn bị giết tông diệt tộc. Lâm gia chủ sắc mặt trắng bệch, trên trán nổi gân xanh, quanh thân hiện lên một tầng xương lạnh, cho dù hắn sự nhẫn nại cho dù tốt, nhưng là giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Bản thân nhi tử thi thể đang ở trước mắt, chẳng lẽ bản thân liền dũng khí thừa nhận đều không có sao? Huống hồ, đám người cũng đã nhận ra, hắn lại như thế nào rảo biển cũng không giá trị, Lâm gia chủ giữ tợn khuôn mặt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, các hạ ép người quá đáng. Người biết rõ ta vì sao muốn giết ngươi nhi tử sao? Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được Lâm gia chủ lời nói đồng dạng, thanh âm vẫn như cũ mười phần nhẹ nhàng. Tại sao? Lâm gia chủ khẽ cắn môi, bên ngoài thân phát ra như có như không khí thế, bất quá vẫn như cũ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy. Tại sao? Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Lâm gia chủ, nói, bởi vì hắn giết huynh đệ của ta huynh đệ. Mặc dù Tiêu Phàm là khinh thường tại thay Sở Vân Phi báo thù, nhưng hắn hiện tại chẳng qua là làm ngồi tại trợ giúp Sở Vân Bắc, tại Tiêu Phàm trong lòng, Sở Vân Bắc có tư cách làm hắn huynh đệ. Người chết như đèn diệt, con ta đã chết, người cần gì phải dồn ép không tha. Lâm gia chủ sắc mặt chướng đỏ bừng, hắn lửa giận cùng sát ý đã đến bộc phát biên giới. Tại Lâm gia chủ trong mắt, đừng nói là Tiêu Phàm huynh đệ, cái kia chỉ là một người mà thôi, liền là một tòa thành trì người, vậy cũng không có hắn nhi tử tính mạng trọng yếu. Lâm Vân tuổi còn trẻ liền đột phá đến thiên thần cảnh, đợi một thời gian đi đến cổ thần cảnh cũng không phải hy vọng xa vời, một khi đột phá cổ thần cảnh, Lâm gia địa vị khả năng liền hoàn toàn không giống. Mặc dù Lâm gia chủ mặt ngoài không dám tìm Tiêu Phàm báo thù, nhưng hắn nội tâm đã đem Tiêu Phàm trở thành người chết, vô luận dùng hết loại nào thủ đoạn, hắn đều muốn tiêu diệt Tiêu Phàm. Đúng vậy a, người chết như đèn diệt. Tiêu Phàm thật dài thở dài một hơi, huynh đệ của ta huynh đệ chết không toàn thây, nhưng ngươi nhi tử lại còn có một cái tương đối hoàn chỉnh thi thể. Đột nhiên, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, bao phủ Lâm Vân thi thể, sau đó đụng một tiếng nổ vang, ngàn vạn kiếm khí nổ bắn ra, đem Lâm Vân thi thể quấy đến vỡ nát. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lâm gia chủ rốt cục áp chế không nổi lửa giận, triệt để bạo phát. Quanh người hắn khí thế phồng lên, giống như một thớt bỏ đi dây cương ngựa hoang, một trường hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà đi, bá đạo trưởng cương nhấc lên một trận cuồng phong, hư không réo lên ô ô. Xa xa nhìn lại, cái kia trưởng cương bên trong, ẩn ẩn có một đầu hỏa diễm sư tử đang phi nước đại, ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế kinh người. Đây là Lâm gia huyền giai thần thông, cuồng sư hỏa diễm trưởng. Có người kêu sợ hãi, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, sợ tai bay vạ gió. Thiên thần cảnh đỉnh phong công kích, cho dù là dư ba, vậy cũng không phải chiến thần cảnh có thể chịu được, lại càng không cần phải nói những cái kia chiến thần cảnh. Bất quá, Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhảy lên một cái. Phạm công tử người, đáng chém. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang vọng hư không, lại là nhìn thấy một vệt sáng nổ bắn mà ra, lại là thần thiên nghiêu động thủ. Trước đó Tiêu Phàm nhường hắn một tên cũng không để lại, thần thiên nghiêu bản thân tự tiện quyết định, thả đi một cái, lần này, hắn tự nhiên được lấy công chuộc tội. Chỉ thấy thần thiên nghiêu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi hắc sắc trường kiếm, hư không khe khẽ chém một cái, một đạo hắc sắc kiếm khí giống như hắc long đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra, cả người càng là thiêu đốt lên hỏa diễm, vô cùng hung mãnh. Phốc phốc một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái kia trường cương tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị hắc sắc kiếm khí xuyên thủng, kiếm khí càng là tốc độ không giảm, xông thẳng Lâm gia chủ mà đi. Cái gì? Lâm gia chủ kiến hình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà tại trước mặt đối phương lại là như thế yếu không trải qua gió. Vội vàng thời khắc, Lâm gia chủ bàn tay lần nữa vỗ ra một trường, sau đó hướng một bên tránh đi, tránh thoát một kiếm kia chính diện oanh sát. Lâm gia chủ thân hình nhanh chóng thối lui, tại mấy chục trượng có hơn ngừng lại, hắn áo bào bên trong tay phải, lại là tại nhỏ xuống lấy máu tươi, cánh tay cũng đang khẽ run lấy. Vừa mới một kiếm, hắn cố nhiên cản lại,
nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phong, không thể nào là đối phương đối thủ. Cầm long thủ, cũng đúng lúc này, lại một tiếng quát nhẹ vang lên, không đợi Lâm gia chủ lấy lại tinh thần, một cái kim sắc thủ trưởng đột nhiên từ không trung giận đập mà xuống. Không biết tại sao, Lâm gia chủ ở nơi này kim sắc thủ trưởng phía dưới, vậy mà cảm giác mình thân thể hoàn toàn không thể động đậy một dạng. Địa giai thần thông, một cái từ Lâm gia chủ não trong biển lóe qua, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, địa giai thần thông, đây chính là liền đồng dạng tam lưu thế lực đều không có a. Cái này hắc y nhân rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể vậy mà nắm giữ địa giai thần thông dạng này thủ đoạn, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ đối phương thế lực, địa giai thần thông cũng đã có thể xem như rác rưởi, nếu không lời nói cũng sẽ không truyền thụ cho một cái hạ nhân. Gia chủ cẩn thận, cũng ngay tại Lâm gia chủ đang lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lại là Lâm gia trưởng lão bên trong, một cái hôi bào lão giả xông ra, dùng hết toàn lực hướng về hư không cái kia kim sắc thủ trưởng đánh tới. Hừ, thần thiên nghiêu nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, ý niệm khẽ động. Cái kia kim sắc trưởng cương nhanh tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng, hung hăng đập trên mặt đất, bụi bặm đầy trời, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đám người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm gia phủ đệ bên trong. Lan, không đám người nhóm thấy rõ ràng Lâm gia chủ đến cùng sống hay chết, thần thiên nghiêu lại là quát lớn một tiếng, một kiếm quét ngang ra, giải lụa màu đen xẹt qua hư không, xông thẳng Lâm gia hôi bào lão giả mà đi. Đại trưởng lão, Lâm gia đệ tử kêu sợ hãi, đối mặt thần thiên nghiêu một kiếm kia, bọn họ cảm thấy một loại tuyệt vọng khí tức. Bọn họ nghĩ không ra, tại sao đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Lâm gia hôi bào lão giả mặc dù 10 phần già nua, nhưng làm người cũng rất cay độc, một kiếm kia quét tới thời khắc, hắn liền làm xong lui ra phía sau chuẩn bị, hoặc có lẽ là, hắn căn bản liền không có thay Lâm gia gia chủ ngăn trở một trưởng kia ý tứ. Kiếm khí chỉ là cắt đả thương hắn cánh tay, cũng không có làm bị thương hắn căn bản. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở một cái hô hấp bên trong mà thôi, nhưng mà, Lâm gia hai đại thiên thần cảnh cường giả toàn bộ đều bại trong chớp mắt. Lâm gia trưởng lão trong lòng khó coi không thôi, bọn họ nghĩ đến bản thân trước đó còn lời thề son sắt nói, nếu như đối phương chỉ có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói, bọn họ hoàn toàn không sợ. Nhưng mà, hiện tại đối phương chỉ có một cái thiên thần cảnh đỉnh phong xuất thủ, bọn họ liền không địch lại, đây quả thực liền là tính áp đảo thực lực a, còn đánh cái dám. Nếu là hai cái thiên thần cảnh đồng thời động thủ, cái kia tuyệt đối là giết tông diệt tộc sự tình. Đám người cũng dường như thấy được Lâm gia bị diệt tộc tình hình, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lâm gia phủ đệ bên trong. Trong lúc nhất thời, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, đám người dường như đang đợi Tiêu Phàm đối Lâm gia thẩm phán. Khụ khụ, thật lâu, Lâm gia phủ đệ phế tích bên trong, truyền đến một trận ho khan thanh âm, phá vỡ bình tĩnh, lại là nhìn thấy một đạo bừa bộn thân ảnh từ phế tích bên trong đi ra. Thân thể lung la lung lay, toàn thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, chỉ có đôi tròng mắt kia lộ ra vô tận băng lãnh, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Đám người nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là Lâm gia gia chủ a. Lại bị người một bàn tay kém chút đập chết. Khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng. Lâm gia chủ nước miếng văng tung tóe, quanh thân khí thế kéo lên, vô tận sát khí từ hắn trên người lan tràn ra. Khinh người quá đáng, Sở Vân Bắc khinh thường nói, ta cùng ta ca ngẫu nhiên gặp gỡ một gốc túy long tiên thảo mà thôi, ngươi Lâm gia lại nghĩ cưỡng ép chiếm thành của mình, giết ca ta, chẳng lẽ các ngươi không phải khinh người quá đáng? Nếu như không phải ta biểu đệ chạy tới, ta hạ chàng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Ngươi Lâm gia thiếu chủ cùng trưởng lão luôn mồm muốn giết chúng ta, để cho chúng ta không nơi sống yên ổn, chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng? Sở Vân Bắc mỗi một cái lời nói âm vang hữu lực, đám người nghe được cũng không nhịn được lòng đầy căm phẫn, bọn họ rõ ràng Lâm gia là cái gì mặt hàng, bình thường đối bọn họ nghiền ép cũng không nhẹ. Rõ ràng là Lâm gia bản thân bá đạo, lại đem kẻ cầm đầu trách tội đến trên người người khác. Đây quả thật là buồn cười. Có lẽ, Lâm gia sở tác sở vi, đã sớm chú định bọn họ kết cục, không cần Tiêu Phàm xuất thủ, cũng sẽ có những người khác thu thập bọn họ Lâm gia. Lâm gia chủ bị Sở Vân Bắc hỏi ngậm miệng không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nói gì, thật lâu,
Trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn, lạnh giọng nói, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, hiện tại các ngươi còn không thắng đâu. Nghe được Lâm gia chủ mà nói, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn thật không biết, cái này Lâm gia chủ nơi nào đến tự tin, chẳng lẽ cái này Lâm gia còn có cái gì ỷ vào hay sao? Ba ba, hài nhi vô năng. Đột nhiên, Lâm gia chủ hướng về phía Lâm gia phủ đệ chỗ sâu xá một cái thật sâu, xúc động phẫn nộ nói, ngài tôn nhi bị người giết chết, địch nhân bây giờ khi dễ tới cửa, muốn tiêu diệt ta Lâm gia, chẳng lẽ ngài còn thờ ơ sao? Cái gì, Lâm gia đời trước gia chủ Lâm Giang còn sống? Không phải nói tại mấy trăm năm trước trùng kích cổ thần cảnh thất bại, liền đã chết rồi sao? Nhìn thấy Lâm gia gia chủ cử động, đám người kinh ngạc vô cùng, đời trước Lâm gia chủ tử sự tình, đây chính là ai ai cũng biết a. Có thể hiện tại, Lâm gia chủ vậy mà nói cha của hắn còn sống, cái này khiến đám người như thế nào tin tưởng đâu. Coi như còn sống, chỉ cần không phải cổ thần cảnh, vậy cũng căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng a. Lại có người mở miệng nói. Bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy thần thiên nghiêu bại trong chớp mắt hai đại thiên thần cảnh tình hình, mặc dù nói Lâm gia đời trước gia chủ cũng là thiên tài, nhưng thần thiên nghiêu cũng không kém a. Nếu như Lâm gia đời trước gia chủ cũng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói, tối đa cũng liền cùng thần thiên nghiêu chiến một cái ngang tay mà thôi, muốn thắng được Tiêu Phàm bọn họ, cơ hồ cũng là không thể nào sự tình. Ai, hư không một tiếng than thở vang lên, thanh âm rất nhỏ, lại giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn ở đám người bên tai, sơ giai tu sĩ chỉ cảm giác đầu có chút choáng váng. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh lướt qua, không trung phía trên. Đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào lão giả, hắc bào lão giả hai mắt hãm sâu, đục ngầu vô cùng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắc bào lão giả trên người tử khí, cũng đã một chân bước vào trong đất, đoán chừng tùy thời đều có thể tử vong. Bất quá, chung quanh hắn hư không, lại là có một chút thần văn dấu vết, rất hiển nhiên, cái này hắc bào lão giả bị một cái trận pháp bao phủ. Quỷ dị nhất là, tại hắc bào lão giả xuất hiện một sát na kia, Tiêu Phàm thể nội vô tận chi hỏa vậy mà bắt đầu táo động, đây chính là có rất ít sự tình, Tiêu Phàm vội vàng đem vô tận chi hỏa sao động áp chế xuống. Hắc bào lão giả thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào Lâm gia tu sĩ một phương vị trí. Lão gia chủ, Lâm gia đám người nhìn thấy hắc bào lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại Lâm gia tu sĩ trong mắt, lão gia chủ đó là không chỗ nào không thể tồn tại. Hắc bào lão giả chính là Lâm gia đời trước gia chủ Lâm Giang, bằng vào hắn trên người phát ra khí tức, Tiêu Phàm không cách nào phán định hắn cụ thể tu vi. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng lại phát ra một loại cổ thần cảnh đặc thù khí tức, Lâm Giang trạng thái rất đặc thù, xen vào thiên thần cùng cổ thần ở giữa. Đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lâm Giang tên, đây chính là như là một tòa đại sơn, ép tới Lâm gia đại thành chung quanh hơn vạn dặm tu sĩ đều không thở nổi. Dù là hắn chết mấy trăm năm, rất nhiều tu sĩ cũng vẫn như cũng nghe nói qua tên hắn. Đánh nhỏ, đến rồi già sao? Thần Thiên Nghiêu khẽ cười một tiếng, trên mặt vẫn như cũ hiện ra vẻ khinh thường. Lão gia chủ, diệt bọn họ, thay thiếu chủ báo thù a. Ta Lâm gia không thể lấn, lão gia chủ cần phải thay chúng ta làm chủ a. Lão gia chủ hùng uy, nhất định có thể tùy tiện nghiền sát bọn họ. Lâm gia tu sĩ bắt đầu nhao nhao la ầm lên. Ở bọn họ nhìn đến, Lâm Giang xuất mã, những người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều tưởng rằng mình nghe lầm, kinh hãi nhìn xem Lâm Giang. Chỉ thấy Lâm Giang híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, các hạ, xem ở lão hủ mặt mũi, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Lão gia chủ, ngài, Lâm gia tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ coi là Lâm Giang nhất định sẽ đem Tiêu Phàm bọn họ tháo thành tám khối. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Giang vậy mà đang xin khoan dung. Lão gia chủ thế nhưng là uy chấn tứ phương nhân vật a, Lâm gia cũng bởi vậy đạt đến một cái độ cao mới, dạng này nhân vật, làm sao có thể thỏa hiệp đâu. Tiêu Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, không có để ý tới Lâm Giang lời nói, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Không nguyện ý, đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Lâm gia lão gia chủ xin khoan dung, hắn vậy mà còn không nguyện ý. Chẳng lẽ, tiểu tử này là thật chuẩn bị diệt Lâm gia? Nếu như Lâm gia thật liều mạng mà nói, bọn họ mấy người này, thế nhưng chưa hẳn có thể hoàn hảo không chút tổn hại a.
Lâm Giang tựa như đã sớm đoán được Tiêu Phàm quyết định đồng dạng, mí mắt hơi hơi nhảy động một cái, lần nữa hít sâu một cái nói, các hạ cần Lâm gia như thế nào bồi tội, còn mời mở ra một đạo giới hạn đến. Biểu ca, người tới quyết định. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Sở Vân Bắc nói. Ta, Sở Vân Bắc kinh ngạc chỉ bản thân đạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà cũng có chúa tể một cái bất nhập lưu thế lực tồn vong một ngày. Bất quá hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể quyết định Lâm gia tồn vong, cũng không phải bởi vì bản thân, mà là bởi vì Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại hắn trong lòng địa vị lần nữa cất cao, cái kia cao gầy thân hình, liền tựa như thần minh đồng dạng, không thể siêu việt. Lâm Giang cũng là kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Bắc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân Lâm gia vận mệnh, vậy mà sẽ giao cho một cái chiến thần cảnh tu sĩ trong tay, cái này không được không nói là một loại châm chọc. Tự nhiên là ngươi, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, hắn là không nghĩ tới thay Sở Vân Phi báo thù, Sở Vân Phi cũng không tư cách kia nhường hắn Tiêu Phàm báo thù. Làm tất cả những thứ này, Tiêu Phàm chỉ là thay Sở Vân Bắc hỗ trợ mà thôi, hiện tại tự nhiên nhường Sở Vân Bắc bản thân lựa chọn. Sở Vân Bắc hít sâu một cái, con người tại Lâm gia đám người bên trong đảo qua, sau một lát, đưa tay vung lên, hư không đột nhiên hiện lên lần lượt từng bóng người. Những người này hãm hại ta, đều phải chết. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói, hắn còn có một câu không nói, nếu như không phải những người này mật báo, ca ca hắn Sở Vân Phi cũng liền sẽ không chết, cho nên bọn họ đều phải chết. Có thể, Lâm Giang không chút do dự gật gật đầu, hắn trong lòng một tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống. Những người này, chỉ là Lâm gia chi thứ đệ tử mà thôi, vốn liền không bao nhiêu địa vị, giết cũng liền giết. Đám người lại là cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Lâm Giang chẳng những không cùng Tiêu Phàm bọn họ tranh phong, vậy mà còn nhận túng. Ba ba, Lâm gia gia chủ cũng là không cách nào tiếp nhận kết quả này, bất quá lại bị Lâm Giang phất tay cắt ngang, ta còn chưa có chết, Lâm gia chính là ta nói tính. Sau một lát, Phàm là bị Sở Vân Bắc tuyển chúng người, toàn bộ đều mang theo đi lên, Lâm Giang ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thần hồn câu diệt, một màn này. Nhìn Lâm gia đệ tử trong lòng phát lạnh. Lâm gia tu sĩ bên trong, cái kia nhị trưởng lão cũng thở dài một hơi, kích động trong lòng nói, còn tốt, những người kia bên trong không có ta, ta không cần chết. Còn có người này, nhị trưởng lão ý nghĩ vừa dứt, Sở Vân Bắc thanh âm tiếp tục vang lên, hư không lần nữa xuất hiện một đạo bóng người, lạnh giọng nói, người này cũng phải chết. Người nào xui xẻo như vậy, lại bị đơn độc để đi ra. Nhị trưởng lão trong lòng hồ nghi, rất có mấy phần tâm tai vui họa bộ dáng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hư không đạo kia hình ảnh lúc, tức khắc cảm giác cổ phát lạnh, lưng mát lạnh, thiếu chút nữa thì đứng không vững, đạo kia thân ảnh không phải kẻ khác, đúng là hắn nhị trưởng lão. Không được nhị trưởng lão thiếu chút nữa thì tê giống lên đi ra, đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào. Hừ. Lâm Giang hừ lạnh một tiếng, cái kia già nua tựa như tùy thời có thể gần đất xa trời thân thể, đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, thân thể giống như kinh hồng đồng dạng lướt lên. Đại ca, ngươi không thể giết ta. Nhị trưởng lão lên tiếng gào thét, đáng tiếc hắn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, hơn nữa trước đó còn thi triển huyết độn chi thuật, thực lực giảm bớt đi nhiều, ở đâu là Lâm Giang đối thủ. Một cái đại cước từ không trung rơi xuống. Hung hăng đem hắn giày xéo xuống dưới, nhị trưởng lão muốn chạy trốn, lại căn bản trốn không thoát. Ầm một tiếng nổ vang, nhị trưởng lão bị Lâm Giang một cước hung hăng đá ra, đập tại mặt đất phía trên, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, bụi bặm đầy trời, che khuất bầu trời. Lâm gia lão gia chủ, thật đối Lâm gia nhị trưởng lão động thủ. Đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, còn coi chính mình bị hoa mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Lâm Giang, bọn họ đều không nghĩ đến, Lâm Giang vậy mà chủ động đối Lâm gia nhị trưởng lão hạ sát thủ. Chẳng lẽ cái kia hắc y thanh niên một chuyến, cũng đã đáng sợ đến như thế cấp độ sao? Chỉ có số ít người biết rõ, Lâm Giang làm như vậy mới là chính xác nhất quyết định, hy sinh số ít người, nếu như có thể bảo trụ Lâm gia, cái kia tất cả đều là đáng giá. Dù là nhị trưởng lão là Lâm Giang thân đệ đệ, Lâm Giang cũng đồng dạng không có lưu tình chút nào ý tứ. Khụ khụ, thật lâu,
một trận trầm trọng tiếng ho khan từ phế tích bên trong truyền đến, lại là nhìn thấy nhị trưởng lão giống như bùn nhão đồng dạng nằm phế tích bên trong nói, đại ca, ngươi vậy mà thật muốn giết ta. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Gào thét thanh âm quanh quẩn tại hư không, Lâm Giang sắc mặt như thường, nhưng hắn cái kia đục ngầu con ngươi lại là tại thật sâu run rẩy, nếu như không phải vì Lâm gia, hắn cũng sẽ không đối bản thân thân đệ đệ động thủ. Thế nhưng là, không giết nhị trưởng lão, đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó không may liền là Lâm gia. Các hạ, là cần lão hủ tự mình chấm dứt hắn, vẫn là các hạ tự mình báo thù. Lâm Giang hít sâu một cái, nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Sở Vân Bắc có thể nhìn thấy, Lâm Giang thân thể đang khẽ run lấy, dù là hắn tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ không gạt được ở đây người. Nếu như hắn thật muốn chấm dứt nhị trưởng lão, vừa mới một kích đã hoàn toàn có thể làm được, căn bản không biết tha nhị trưởng lão một mạng. Lâm Giang nội tâm chỗ sâu, khẳng định vẫn là hy vọng sự tình có đường xoay sở. Sở Vân Bắc híp hai mắt. Hồi tưởng lên trước đó nhị trưởng lão lời nói, hắn xác thực nghĩ giết chết nhị trưởng lão, nhưng hắn không biết nhị trưởng lão lại là Lâm Giang thân đệ đệ. Hắn là muốn vì ca ca của mình báo thù, nhưng lại buộc đối phương giết chết bản thân thân đệ đệ, nghề này kính cùng Lâm Vân có làm sao không cùng đâu. Nhìn thấy Sở Vân Bắc có chỗ do dự bộ dáng, Lâm Giang tựa như thấy được một tia hy vọng đồng dạng, vội vàng nói, nếu như các hạ có thể tha cho hắn bất tử. Ta Lâm gia nguyện ý dùng đầy đủ đồ vật để đổi hắn một cái mạng. Nghe nói như thế, Lâm gia nhị trưởng lão trên mặt vui vẻ, hắn không nghĩ đến bản thân còn có sống sót tư cách. Sở Vân Bắc nhíu mày, hắn xác thực không muốn giết nhị trưởng lão, cả hai ở giữa cũng không phải là sinh tử mối thù, giết chết hắn ca ca kẻ cầm đầu Lâm Vân đã chết. Mặt khác, Lâm gia cái khác tham gia cùng người, Lâm Giang cũng đáp ứng xử tử, cái này đã xem như báo thù rửa hận. Nghĩ vậy, Sở Vân Bắc ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiêu Phàm, muốn tìm kiếm Tiêu Phàm ý tứ. Nha, Lâm gia hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, chỉ thấy một vệt sáng từ phía chân trời gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm gia phủ đệ phía trên. Đó là một người mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả, dáng người gầy gò, toàn thân dường như thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm, hai mắt như ưng. Lộ ra một tia hung ác nham hiểm cùng sắc bén. Tam trưởng lão, cứu ta! Lâm gia nhị trưởng lão nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, kích động hét lớn. Ân, hỏa hồng bào lão giả nhíu mày, hắn cũng rốt cục cảm nhận được sự tình không thích hợp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm bọn họ trên người, còn người hơi hơi co rụt lại. Lập tức, hỏa hồng bào lão giả lách mình xuất hiện ở Lâm gia phủ đệ bên trong. Híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói, các hạ thế nhưng là đệ nhất thành chủ Tiêu thành chủ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem hỏa hồng bào lão giả, hắn không nghĩ đến, cái này lão đầu vậy mà biết rõ tên mình, chẳng lẽ bản thân thanh danh cũng đã truyền khắp U Vân Phủ hay sao? Chính là Tiêu Mỗ, Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, dù sao không cần bao lâu liền sẽ có người nhận ra hắn. Gặp Tiêu Phàm thừa nhận. Hỏa hồng bào lão giả lại nói, tại hạ hỏa linh tông tam trưởng lão hỏa vân tử, gặp qua Tiêu thành chủ. Tiêu thành chủ, chẳng lẽ liền là cái kia nhất thống phi kiếm môn cùng cấp dưới tứ đại bất nhập lưu thế lực, còn có diệt thiên âm tông đệ nhất thành. Không chỉ như thế, đệ nhất thành thành chủ không lâu trước đó còn chém giết kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt, dọa lui tam đại lưu thế lực chủ, Tiêu thành chủ tên sớm đã vang vọng U Vân Phủ. Hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy Tiêu thành chủ. Ta liền nói không phải mãnh long không qua sông, dám giết lên Lâm gia, khẳng định không đơn giản. Đám người nghe được đệ nhất thành cùng Tiêu thành chủ cái này mấy chữ, tức khắc sôi trào lên, rất nhiều người đều nghe nói qua Tiêu Phàm sự tình, ngôn ngữ bên trong đều tràn đầy lấy cúng bái ý. Những ngày qua, đệ nhất thành đã trải qua không ít sự tình, mỗi một chuyện lớn đều có thể nói chấn động một thời, bây giờ U Vân Phủ khắp nơi đều lưu truyền Tiêu Phàm cố sự. Hắn liền là Tiêu thành chủ. Lâm gia nhị trưởng lão con người run rẩy kịch liệt, toàn thân tựa như trong nháy mắt không khí lực đồng dạng, hắn rốt cục minh bạch, bản thân đắc tội dạng người gì. Đây chính là tam lưu thế lực chủ A, liền U Vân Phủ đều thừa nhận, chính hắn vậy mà giết người khác, đây không phải muốn chết sao. Mọi người cũng rốt cục biết rõ, tại sao Lâm Giang như thế khác thường, có lẽ Lâm Giang cũng sớm sẽ biết Tiêu Phàm thân phận.
Lâm gia gia chủ cùng Lâm gia đệ tử toàn bộ đều trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiêu thành chủ, cái này Lâm gia người đắc tội ngươi. Lúc này, Hỏa Vân Tử ánh mắt đột nhiên rơi vào Lâm gia nhị trưởng lão trên người, trong mắt lóe lên một vòng dấu vết. Tam trưởng lão, đây là hiểu lầm. Lâm gia nhị trưởng lão bị Hỏa Vân Tử nhìn tê cả da đầu, vội vàng giải thích nói. Hỏa Vân Tử thế nhưng là có tiếng âm hiểm, bị hắn để mắt tới, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Hừ, liền Tiêu thành chủ ngươi đều dám đắc tội, đáng chết. Hỏa Vân Tử có thể không nghe Lâm gia nhị trưởng lão giải thích, đưa tay chính là một trưởng đánh phía nhị trưởng lão, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán. Hắn thế nhưng là cổ thần cảnh tu vi, ở đâu là Lâm gia nhị trưởng lão có thể địch. Dừng tay, Lâm Giang hét lớn một tiếng, nhưng mà, tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân thân đệ đệ bị một trưởng kiêu anh thành thịt nát. Lâm gia đệ tử câm như hến, hoảng sợ nhìn xem Hỏa Vân Tử, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân Lâm gia vậy mà cũng sẽ trở thành bị người khác xâm lược đối tượng. Đầu tiên là có Tiêu Phàm bọn họ, hiện tại lại có Hỏa Vân Tử, chẳng lẽ Lâm gia hôm nay thật muốn diệt tuyệt sao? Ngươi là để cho ta dừng tay sao? Hỏa Vân Tử mười phần khó chịu Lâm Giang trách mắng, giận lông mày vặn một cái, sát khí nặng nề chừng lớn Lâm Giang. Lâm Giang thần sắc băng lãnh nhìn xem Hỏa Vân Tử, sau đó chậm rãi thu liễm sát ý, cúi đầu xuống, lấy hắn thực lực có lẽ có thể cùng Hỏa Vân Tử liều mạng, nhưng Hỏa Vân Tử phía sau thế nhưng là Hỏa Linh Tông a. Liền là 10 cái Lâm gia, cũng không thể nào là Hỏa Linh Tông đối thủ, đây chính là tiểu thế lực bi ai, bọn họ có lẽ có thể chúa tể nhỏ yếu tu sĩ tính mệnh. Nhưng tương tự, tại cường đại thế lực trước mặt, bọn họ cũng đồng dạng chỉ có thể trở thành bị sâu xé đối tượng. Hừ, Hỏa Vân Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Lâm Giang không dám nhìn thẳng bản thân, hắn lúc này mới tiêu tán trên mặt lửa giận, sau đó cười nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu thành chủ chớ trách, cái này Lâm gia không có mắt, đắc tội ngươi, ta liền thay ngươi. Ta để ngươi động thủ sao? Hỏa Vân Tử lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lại là băng lãnh phun ra một câu. Hỏa Vân Tử trên mặt tiếu dung cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói, Tiêu thành chủ nói chuyện này, ngài tại ta Hỏa Linh Tông địa giới bên trong thụ ủy khuất, tại hạ tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Tiêu Phàm bọn họ xem như nhìn ra, cái này Hỏa Vân Tử rõ ràng là khẩu Phật tâm xà, cái kia mặt tươi phía dưới, còn cất giấu một thanh đao đâu. Bất quá Tiêu Phàm rõ ràng, mình cùng Hỏa Vân Tử nhưng không có cái gì gặp nhau, vô sự mà ân cần, khẳng định không có hảo tâm. Chuyện ta, ngươi nếu lại cắm tay, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, con ngươi dừng lại mấy giây, sau đó lần nữa nhìn về phía Lâm Giang. Hỏa Vân Tử trên mặt vẫn như cũ tràn đầy thiếu dung, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại là sát quang lấp lóe, chỉ là hắn che giấu rất tốt, người bình thường căn bản nhìn không ra. Tiêu Phàm không có để ý tới Hỏa Vân Tử, còn người lần nữa rơi vào Lâm gia lão gia chủ Lâm Giang trên người, lại nhìn về phía Sở Vân Bắc nói, ngưng tiếng nói, đáng chết người đã chết, các ngươi ở giữa ân oán một bút xóa bỏ. Là, biểu đệ, Sở Vân Bắc thật sâu gật gật đầu, không có vi phạm Tiêu Phàm ý tứ. Huống chi, diệt sát những người này, vốn chính là hắn ý tứ, Tiêu Phàm chỉ là giúp hắn trấn trụ Lâm gia mà thôi, nếu không lấy hắn thực lực. Muốn tìm Lâm gia báo thù, trên cơ bản là không thể nào. Tốt, Lâm Giang do dự lúc này, cũng nhẹ gật đầu, dư quang lại là tại Hỏa Vân Tử trên người bồi hồi. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hất lên áo bào, dẫn đầu đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi. Quân Nhược Hoan, Phong Lang, Sở Vân Bắc đám người tự nhiên không chút do dự đi theo, bọn họ đến nơi này. Lúc đầu cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, hiện tại còn muốn chạy tới U Vân Thiên Thành cứu Hồ Đạo Duyên đâu. Tại Tiêu Phàm trong lòng, so với báo thù, khẳng định vẫn là đồ đệ mình tính mạng trọng yếu. Lâm Giang nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ ngưng trọng, nguyên bản hắn chuẩn bị nói cái gì, nhưng cuối cùng, vừa đến miệng lời nói bị hắn xinh xinh nhẫn nhịn trở về. Lâm Huynh, nhiều năm không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đi xa, Hỏa Vân Tử đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Giang nói. Hỏa Vân Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Giang khẽ cắn môi,
thanh âm có chút lạnh. Nơi này là ngươi Lâm gia địa phương, cũng không mời ta đi vào uống chén trà. Hỏa Vân Tử trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường tiếu dung, nói. Lâm Giang thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng khẽ cắn môi nhẹ gật đầu. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ rời đi, Quân Nhược Hoan nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nói ra. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên tại một đỉnh núi ngừng lại, nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói đi, người muốn nói cái gì? Công tử biết rõ ta nói ra suy nghĩ của mình. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm một mực vùi đầu chạy đi đâu, không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ chú ý thần sắc hắn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn lại Lâm Gia Thành chỉ vị trí phương hướng, cười nói, nếu như ta đoán không sai, người muốn nói sự tình, cùng Hỏa Vân Tử cùng Lâm Gia có quan hệ. Quân Nhược Hoan như nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng hít sâu một cái, gật gật đầu nói, công tử nói không sai. Các người có hay không cảm thấy, cái kia Hỏa Vân Tử là cố ý muốn cho công tử nhanh một chút rời đi Lâm gia. Nghe được Quân Nhược Hoan mà nói, đám người một trận trầm ngâm, sau một lát, Sở Vân Bắc trước tiên mở miệng nói, xác thực như thế, cái kia Hỏa Vân Tử là Hỏa Linh Tông trưởng lão, mà Lâm gia thì là Hỏa Linh Tông phụ thuộc thế lực, theo lý thuyết, Hỏa Vân Tử không nên giết Lâm gia nhị trưởng lão mới đúng. Các ngươi nói như vậy, ngẫm lại thật đúng là... Cái kia Lâm gia nhị trưởng lão dù sao cũng là Lâm gia gia chủ thân thúc thúc, vẫn là Lâm gia lão gia chủ thân huynh đệ, hắn giết nhị trưởng lão, chẳng phải là buộc Lâm gia phản gia Hỏa Linh Tông. Chọc Thiên Hồng tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, một chút tiểu thế lực phụ thuộc về đại thế lực, cũng không phải nhường bọn họ giết chóc, mà là tìm kiếm đại thế lực bảo hộ. Có thể Hỏa Vân Tử hành vi, đây là xúc động Lâm gia căn bản. Liền Lâm gia dòng chính trưởng lão cũng có thể tùy tiện gạt bỏ, cái kia Lâm gia những người khác đâu. Hơn nữa không chỉ như thế, Hỏa Vân Tử đại biểu thế nhưng là Hỏa Linh Tông, Hỏa Linh Tông trưởng lão như thế đối Lâm gia, cái này khiến mặt khác những cái kia phụ thuộc Hỏa Linh Tông thế lực làm sao chịu nổi. Hỏa Vân Tử đem điện chủ đuổi đi, 89 phần 10 Lâm gia có hắn muốn bức thiết lấy được một cái nào đó dạng đồ vật, cho nên mới không cho chúng ta nhúng tay. Quỷ Thiên Cừu sắc mặt trầm xuống. Không hổ là tiếu thương sinh túi khôn, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, cười tủm tỉm nhìn xem Quỷ Thiên Cừu, cái này khiến Quỷ Thiên Cừu một mặt xấu hổ. Bất quá lại nói trở về, Quỷ Thiên Cừu trí tuệ xác thực không phải người bình thường có thể so sánh, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không chúa tể chiến thần điện hơn vạn năm, liền chiến luân hồi đều muốn nhượng bộ mấy phần. Thuộc hạ ngu dốt, điện chủ anh minh, Quỷ Thiên Cừu vội vàng cúi thấp đầu. Ta nói lão quỷ. Ngươi cũng không cần che giấu, đem ngươi phỏng đoán tiếp tục nói ra. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, nếu như Quỷ Thiên Cừu đều ngu dốt mà nói, trên đời này cũng không mấy cái người thông minh. Quỷ Thiên Cừu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, vừa mới ta quan sát một cái Hỏa Vân Tử cùng Lâm Giang sắc mặt, bọn họ hẳn rất trước sớm nhận biết, nhưng Hỏa Vân Tử cũng không biết Lâm Giang còn sống. Nhìn thấy Lâm Giang một sát na kia, Hỏa Vân Tử trên người phun thả ra một tia sát cơ, mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng cái này sát cơ không giả, ta nghĩ, cả hai ở giữa vô cùng có khả năng có cửu hận. Cái kia cái này cũng không thể nói rõ Lâm gia có Hỏa Vân Tử lấy được đồ vật a. Chọc Thiên Hồng hồ nghi nói. Không, còn có một người các ngươi không phát hiện. Quỷ Thiên Cừu lắc đầu, híp hai mắt nói, liền là Lâm gia đại trưởng lão, trước đó hắn xuất thủ cứu Lâm gia chủ, nhưng cũng không có dùng toàn lực. Hoặc có lẽ là, hắn liền nghĩ thần thiên nghiêu giết Lâm gia gia chủ. Không thể nào, nếu như ta giết Lâm gia chủ, lại giết hắn đâu. Thần thiên nghiêu lộ ra không tin thần sắc. Chọc Thiên Hồng cùng Sở Vân Bắc cũng có chút không tin, thần thiên nghiêu thực lực bày tại đó, bằng vào Lâm gia chủ không phải đối thủ, cơ hồ chỉ là một con đường chết. Chỉ có Lâm gia chủ hòa đại trưởng lão hai cái này thiên thần cảnh đỉnh phong hợp lực, mới có thể miễn cưỡng cùng thần thiên nghiêu một trận chiến. Bọn họ lại làm sao có thể từ bỏ ưu thế đâu. Nếu như cái kia đại trưởng lão, đã sớm biết rõ Hỏa Vân Tử muốn tới đâu. Một mực trầm mặc không nói Phong Lang đột nhiên ngưng tiếng nói. Đám người nghe vậy, tựa như trong nháy mắt bắt được cái gì, nhưng cũng không phải rõ ràng. Ngươi là nói, đại trưởng lão cấu kết Hỏa Vân Tử, chuẩn bị soán quyền đoạt vị. Sở Vân Bác trong nháy mắt lấy lại tinh thần, con người hơi hơi co rụt lại, một mặt kinh ngạc nói. Không những như thế,
Lâm gia đại trưởng lão khẳng định hứa hẹn Hỏa Vân Tử chỗ tốt. Chọc Thiên Hồng cũng giật mình hiểu cái gì. Cũng chỉ có cái này giải thích, Hỏa Vân Tử mới chủ động giết Lâm gia nhị trưởng lão, muốn cho chúng ta mau chóng rời đi, hoặc có lẽ là, hắn là bức thiết muốn lấy được Lâm gia đại trưởng lão hứa hẹn đồ vật. Thần Thiên Nghiêu lại bổ sung một câu. Nói xong, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, giờ khắc này, Tiêu Phàm ở đám người ánh mắt bên trong, biến càng thêm cao lớn lên. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm mặc dù không nói, nhưng hắn vẫn sớm đã phát hiện Hỏa Vân Tử cùng Lâm gia ở giữa sự tình. Công tử, vậy chúng ta muốn hay không trở về? Quân Nhược Hoan dẫn đầu hỏi. Trở về làm gì, Lâm gia hủy diệt, cùng chúng ta lại không sao chứ, huống hồ, chúng ta còn muốn cứu đạo duyên bọn họ. Chọc Thiên Hồng bĩu môi nói, một mặt không vui bộ dáng. Lâm gia hủy diệt, xác thực không có quan hệ gì với ta, nhưng là, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà đột nhiên lời nói xoay chuyển, con người chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang, nói ta người này, cũng không thích bị người lợi dụng, càng không có khả năng thay người chịu oan ức. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người trong nháy mắt đoán được cái gì, mặc dù trong lòng không tin, nhưng xuất phát từ đối Tiêu Phàm tín nhiệm, việc này 89 phần 10 là thật. Đến lúc đó Lâm gia nếu là xảy ra vấn đề gì, cuối cùng nhất định sẽ trách cứ Tiêu Phàm trên người, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ nghĩ trở về, cũng là bởi vì một món khác sự tình, kia chính là vô tận chi hỏa không hiểu thấu rung động sự tình, hắn nghĩ biết rõ ràng. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cừu, hai người các ngươi mang theo Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng ta biểu ca, tiếp tục chạy tới U Vân Thiên Thành, Quân Nhược Hoan theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trong bàn tay, một cái khay ngọc xuất hiện ở trong tay, bên trên khắc đầy đủ loại kỳ dị đường vân, sau đó đem khay ngọc đưa cho Phong Lang. Cái kia công tử đâu? Phong Lang tựa như biết rõ cái này khay ngọc là làm cái gì, trực tiếp tiếp nhận khay ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong càn khôn giới. Muốn lợi dụng ta, vậy cũng được ngẫm lại hậu quả. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Phàm nhường Phong Lang mấy người tiếp tục chạy đi, chỉ có hắn và Quân Nhược Hoan hai người lưu lại, hai người dọc theo đường cũng nhanh chóng lặng lẽ bẻ ngược. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người liền đi tới Lâm gia thành trì bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, xa xa liền nghe được một chút tiếng đánh nhau. Thành trì bên trong, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đao quang kiếm ảnh, che khuất bầu trời, kinh khủng khí cơ mãnh liệt tứ phương, phát ra một cỗ hủy diệt tính ba động. Thật đánh nhau, Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem thành trì phương hướng nói. Chẳng lẽ còn có giả? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, thân thể một trận biến hóa, cải biến một cái khí tức, liền hướng lấy thành trì vị trí kích xạ mà đi. Quân Nhược Hoan nhìn thấy, cũng y dạng họa hồ lô, đột phá thiên thần cảnh, cải biến một cái tự thân dung mạo vẫn là hết sức dễ dàng, cho dù tự thân thần lực ba động, nếu như cố ý ẩn tàng mà nói, người bình thường cũng nhìn không ra. Hai người cứ như vậy nhanh chóng xông vào thành trì bên trong, cũng căn bản không ai quan tâm, giờ phút này trong thành trì loạn thành một bầy, vô số tu sĩ từ trong thành trì chật vật chạy ra, một bộ sau chết lại sống bộ dáng. Bất quá, bọn họ cũng không rời đi, mà là đứng sừng sững ở thành trì không trung, ngắm nhìn thành trì chỗ sâu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan cũng xuất hiện ở không trung, theo đám người ánh mắt nhìn lại. Nơi đó, chính là Lâm gia phủ đệ vị trí. Bọn họ qua lại lại chỉ thua kém một nén nhang thời gian mà thôi, nhưng mà giờ phút này Lâm phủ, cũng đã hóa thành một vùng phế tích phía trên, bao phủ từng đạo tường vân màn sáng, che khuất khí cơ, căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Nhưng là, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được rời nhà phủ đệ bên trong ngập trời uy thế, hiển nhiên có siêu cấp cường giả đại chiến. Trong Lâm gia bộ phận vậy mà đánh nhau, đoán chừng lại là cái kia một đầu chi mạch nghĩ xoán quyền đoạt lợi, đáng tiếc, cuối cùng không may hay là chúng ta những người này. Người nào nói không phải đây, rừng vốn lớn cái dạng gì chim đều có, Lâm gia tồn tại mấy ngàn trên vạn năm, dòng chính nội tình vô cùng thâm hậu, những cái kia chi thứ khẳng định đỏ mắt. Vậy các ngươi đã sai lầm rồi, ta nghe nói lần này cũng không phải chi thứ cùng dòng chính tranh đoạt. Mà là cái kia mới vừa nhô ra đệ nhất thành thành chủ muốn diệt Lâm gia. Liền là cái kia diệt Thiên Âm Tông đệ nhất thành. Cái kia thành chủ làm sao lớn như vậy sát tính đâu, vừa mới nhô ra, liền đại sát tứ phương,
chẳng lẽ hắn là sát thần chuyển thế sao? Đợi một thời gian, chẳng phải là muốn giết đến tận U Vân Phủ. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, một bên Tiêu Phàm nghe mặt sạm lại. Cái gì gọi là đệ nhất thành người giết tính lớn, cái kia đều là bị buộc được rồi. Nếu như không phải Thiên Âm Tông trưởng lão nghĩ tính toán đệ nhất thành, Tiêu Phàm lại làm sao có thể đối phó Thiên Âm Tông đâu. Tiêu Phàm cố nhiên là nghĩ thành lập một cái cường đại thế lực, nhưng hắn cũng không muốn dựa vào giết người đến khai cương thác thổ. Thế nhưng là không như mong muốn, Tiêu Phàm chỉ có thể đem Tu La Điện mang lên mặt bàn, dùng máu tươi đến đúc thành Tu La Điện Thanh Vân Đại Đạo. Công tử, có vẻ như chúng ta bị giá hỏa, Quân Nhược Hoan Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi ở nơi này chờ lấy, ta vào xem một chút. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn trong lòng 10 phần khó chịu, nguyên bản chỉ là phỏng đoán, không nghĩ đến cũng đã thành sự thật. Chỉ là, hắn Tiêu Phàm tên, là dễ dàng như vậy lợi dụng sao? Không đợi Quân Nhược Hoan lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cũng đã quỷ dị biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có ra nghĩ tới một dạng. Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã vô hạn tiếp cận đệ tam trọng, Tiêu Phàm tốc độ tự nhiên không phải thiên thần cảnh có thể so sánh. Sau một lát, Tiêu Phàm xuất hiện ở Lâm gia phủ đệ bên ngoài, nhìn trước mắt màn sáng, Tiêu Phàm nhíu mày. Giờ phút này, màn sáng bên trong tiếng oanh minh cũng đã chậm rãi ngừng lại, cái kia cuồng bá khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ cũng đã kết thúc? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Nếu như, Tiêu Phàm bọn họ suy đoán Hỏa Vân Tử cùng đại trưởng lão kế hoạch thành công, cái kia Lâm Giang cùng Lâm gia gia chủ đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết. Mà hắn Tiêu Phàm, nỗi oan ức này cũng lưng định. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo sát cơ, sau đó một chỉ bắn ra, trước mắt màn sáng đột nhiên xé ra một đạo liệt phùng, Tiêu Phàm lách mình liền vọt vào. Sau một khắc, Lâm gia phủ đệ tất cả toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm tầm mắt, nguyên bản xa hoa Lâm gia phủ đệ, cũng đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Phế tích loạn đống đá bên trong, ngang dọc lấy vô số cỗ thi thể. Máu tươi đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc, hết sức màu đỏ tươi, cụt tay cụt chân trải rộng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng đạo đẫm máu thân ảnh, trên mặt đất kêu thảm, kêu thảm. Lâm gia xem như xong, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, cho dù hắn giết người vô số, trong lòng cũng có chút phát run. Hắn cũng coi là chân chính thấy được đại thế giới tàn nhẫn, một canh giờ phía trước, Lâm gia vẫn là ngàn năm thế gia. Thân làm bất nhập lưu thế lực, trưởng quản lấy ức vạn nhân sinh chết. Nhưng mà, một canh giờ không đến thời gian, Lâm gia liền bị đánh rất phàm trần, Lâm gia tu sĩ gần như chết mất. Càng trào phúng là, những người này 8-9 phần 10 vẫn là Lâm gia tự giết lẫn nhau dẫn đến. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt tại rơi vào nơi xa, không chung mấy đạo thân ảnh in vào hắn trong tầm mắt. Lâm Ly, người dám cấu kết Hỏa Vân Tử, giết hại Lâm gia đệ tử. Người chết không yên lành. Một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, lại là Lâm gia chủ máu me khắp người, dùng hết toàn lực gào thét. Giờ phút này Lâm gia chủ, khuôn mặt biến thành màu đen, thở hồng hộc, khóe miệng máu tươi đều lộ ra một tia hắc sắc, hiển nhiên là chúng độc dấu hiệu. Ta phải chăng chết không yên lành, đáng tiếc ngươi không thấy được. Đối diện một cái hôi bào lão giả cười lạnh một người, ngoại trừ đại trưởng lão còn có thể là ai đâu. Thoại âm rơi xuống. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly đột nhiên quanh thân thần lực phồng lên, khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần, trong tay trường kiếm xuất thủ nhanh như thiểm điện. Lâm gia chủ cũng đã thân chúng kịch độc, ở đâu là đại trưởng lão đối thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, một kiếm chui vào hắn mi tâm. Chết đi, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly mặt lộ dữ tợn, càn rỡ cười ha hả. Con ta, Lâm Giang lớn tiếng gào thét, quanh thân phồng lên lấy cuồn cuộn hỏa diễm. Một quyền đẩy lui đối diện Hỏa Vân Tử, nhào về phía Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly. Đáng tiếc, Hỏa Vân Tử lại làm sao có thể nhường hắn đạt được đâu. A à, một tiếng hét thảm, Lâm gia chủ bị cái kia trường kiếm xuyên qua, kiếm khí bay tứ tung, linh hồn cũng không kịp trốn ra được, liền bị một kiếm chém giết, thần hồn câu diệt. Từ hôm nay, ta làm Lâm gia gia chủ. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly cười ha ha, cười 10 phần càn rỡ. Hắn cấu kết Hỏa Vân Tử, không phải liền là vì một ngày này à, bây giờ giết Lâm gia gia chủ, chỉ cần lại diệt Lâm Giang, Lâm gia liền lấy hắn vi tôn. Nghĩ đến bản thân về sau là Lâm gia gia chủ,
trưởng quản nhất tộc sinh tử, đại trưởng lão trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Phong hỏa liên thiên, lúc này, Lâm Giang một tiếng ngập trời gầm thét, hắn trên người khí thế lần nữa kéo lên, cái kia thần văn ba động thế mà nổ tung, ẩn ẩn muốn xông phá thiên thần cảnh ngưỡng cửa kia, bước vào cổ thần cảnh cấp độ. Ngay sau đó, tại hắn quanh thân, phồng lên lấy một đạo tử sắc hỏa diễm, tử sắc hỏa diễm cực kỳ yêu dị, cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Hỏa Vân Tử nhìn thấy cái kia tử sắc hỏa diễm thời khắc, lại có như vậy trong nháy mắt thất thần, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to nói, tinh vẫn cổ hỏa. Ha ha, lão bất tử, nguyên lai ngươi thật chiếm được cái này hỏa diễm. Ngươi cho rằng trốn mấy trăm năm, liền có thể trốn được sao? Cái này hỏa diễm, vẫn là ta. Lan, Lâm Giang quát lớn một tiếng, một quyền lần nữa oanh sát mà ra, một quyền này, đã hoàn toàn siêu việt thiên thần cảnh đỉnh phong lực lượng, đạt đến cổ thần cảnh cấp độ. Phải biết, Lâm Giang chỉ là bán bộ cổ thần cảnh tu vi mà thôi, có thể loại này hỏa diễm, lại làm cho hắn thực lực mạnh mẽ vượt qua một cái cảnh giới, có thể nghĩ loại này hỏa diễm bất phàm. Nhưng mà, Hỏa Vân Tử nhìn thấy Lâm Giang đánh tới, hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại càng ngày càng mừng rỡ lên. Mắt thấy Lâm Giang hỏa diễm quyền cương sắp đánh vào Lâm Giang trên người thời khắc, Hỏa Vân Tử đột nhiên động, tại hắn trên người, cũng đồng dạng thiêu đốt hắn một loại xích hồng sắc hỏa diễm. Cái này xích sắc hỏa diễm trên khí thế xa xa không bằng Lâm Giang tinh vẫn cổ hỏa, hỏa diễm cũng chia làm mấy loại cấp bậc, từ dưới mà lên theo thứ tự là, thiên hỏa, cổ hỏa, thần hỏa các loại. Tinh vẫn cổ hỏa chính là cổ trong lửa một loại, cho dù cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể chịu được, sẽ bị đốt thành kiếp cho. Mà Hỏa Vân Tử luyện hóa cái kia xích sắc hỏa diễm, thì là một loại thiên hỏa, tại trong uy lực cùng tinh vẫn cổ hỏa so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng Hỏa Vân Tử thế nhưng là chân thật cổ thần cảnh A, hơn nữa, đối hỏa diễm điều khiển, rõ ràng so Lâm Giang mạnh hơn nhiều. Quanh một tiếng bạo hưởng, Lâm Giang cùng Hỏa Vân Tử công kích hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hư không hỏa diễm khí lãng cổ động, chân trời đều bị hỏa diễm đốt luyện. Giờ khắc này, chu vi hơn 10 dặm phạm vi bên trong, ngoại trừ hỏa diễm, cũng đã lại không cái khác. A cứu mạng, lão gia chủ, không muốn. Lâm gia tu sĩ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đừng nói cổ hỏa, cho dù là thiên hỏa, vậy cũng không phải bình thường chiến thần cảnh phía dưới tu sĩ có thể tiếp nhận, trừ phi có thể luyện hóa thiên hỏa. Mà luyện hóa thiên hỏa, không nhất định cần thực lực cường đại, có đôi khi nhất định phải dựa vào cơ duyên, liền tựa như Tiêu Phàm. Hắn luyện hóa vô tận chi hỏa thời điểm, mới vẻn vẹn chiến tôn cảnh mà thôi. Đương nhiên, lúc kia vô tận chi hỏa, cũng không thể cùng hiện tại vô tận chi hỏa so sánh, vẻn vẹn chỉ là một sợi mà thôi, mà lại còn nhờ vào vô tận chiến điển, nếu không mà nói, Tiêu Phàm sớm đã bị đốt nốt thành cho bụi. Lâm Giang tựa như không nghe thấy Lâm gia tu sĩ kêu thảm đồng dạng, hắn hiện tại bị phẫn nộ tràn ngập đầu não, chỉ muốn diệt Hỏa Vân Tử cùng Lâm Ly. Chỗ nào còn sẽ nghĩ nhiều như vậy? Huống chi, bọn họ dòng chính nhất mạch đã chết không sai biệt lắm, còn lại người, trên cơ bản đều là hiệu trung Lâm Ly, cho nên Lâm Giang cũng căn bản không quan tâm bọn họ sinh tử. Lâm Giang, người điên rồi, bọn họ có thể đều là Lâm gia người. Người giết bọn họ, muốn ta Lâm gia hủy diệt hay sao? Lâm Ly nhìn thấy một màn này, trợn to hai mắt, phẫn nộ quát ầm lên. Nếu như Lâm Giang đem Lâm gia tất cả mọi người giết, coi như hắn Lâm Ly trở thành Lâm gia gia chủ, vậy còn có ý nghĩa gì đâu? Người ở đây, cố nhiên không thể đại biểu Lâm gia tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối là Lâm gia trụ cột vững vàng A, giết những người đó, cùng diệt Lâm gia không có bất luận cái gì khác biệt. Người giết Lâm gia người thời điểm, làm sao lại không muốn Lâm gia hủy diệt đâu? Lâm Giang thông đỏ lên hai mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, hiện ra vẻ dữ tợn. Bọn họ cái này nhất mạch đã chết, Lâm gia chi thứ cùng hắn căn bản không có quá nhiều quan hệ máu mủ, diệt cũng liền diệt. Hơn nữa, những người này trong tay đều có lấy Lâm gia dòng chính máu tươi, giết bọn hắn, Lâm Giang không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hô hô hô, cuồng bạo tinh vẫn cổ hỏa không ngừng gào thét, bên trong có từng đoàn tím đến phát náo nhiệt diễm xuyên loạn, tựa như tinh thần vẫn lạc đồng dạng, khí thế kinh người. Phàm là bị cái kia tử sắc hỏa diễm đoàn đập bên trong người, đừng nói chiến thần cảnh, liền là thiên thần cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời,
Lâm gia phủ đệ kêu rên khắp nơi, Lâm Giang bọn họ cái này nhất mạch bị Lâm Ly cùng cái khác Lâm gia chi thứ đệ tử giết chết, mà hiện tại, Lâm Giang lại tại tự tay táng đi Lâm gia cái khác tất cả mọi người. Nơi xa, nhìn thấy tất cả những thứ này Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đại tộc có đại tộc chỗ tốt, so với tiểu gia tộc mà nói, đại gia tộc càng có thể đủ bảo hộ con cháu bình an. Nhưng nếu là dính đến lợi ích tranh đoạt, đại gia tộc khả năng liền so tiểu gia tộc càng thêm huyết tinh tàn khốc, bởi vì bọn hắn đều tự mình lãnh hội qua cường đại quyền lực diệu dụng. Rất nhiều đại gia tộc, cũng không phải diệt tại thế lực khác tay, mà là bị bản thân tộc nhân hủy diệt. Tinh vẫn cổ hỏa tuy mạnh, nhưng trước đó dẫn ra vô tận chi hỏa, hẳn không phải là tinh vẫn cổ hỏa. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Giống Lâm Giang ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng. Hắn thân làm Lâm gia trung hưng chi chủ, đã từng mang theo Lâm gia đi về phía huy hoàng, nhường Lâm gia mấy trăm năm không suy. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng phải tự tay táng đi bản thân gia tộc, loại thống khổ này, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lâm Giang có lẽ cũng không muốn, dù là hắn tôn nhi Lâm Vân bị giết, hắn cũng có thể nén giận, nhưng là hiện tại, bọn họ nhất mạch đều hủy diệt, hắn cũng đã sinh không thể luyến. Phong tử tên điên, người cái này phong tử tên điên coi như người chết, Lâm gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Ly nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Giang như thế điên cuồng. Cái này cũng không phải nghĩ giết hắn, mà là muốn diệt toàn bộ gia tộc A. Chết, Lâm Giang một tiếng gào thét, trên người khí thế lần nữa tăng vọt, quyền cương cuồn cuộn ép hướng Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử nhìn thấy, nơi nào còn dám có chỗ giữ lại, dùng hết toàn lực xuất thủ. Bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, thể nội ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến sôi trào không thôi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Giang khởi xướng điên lên khủng bố như vậy. Lúc này, Lâm Giang trên người khí diễm cũng chậm chậm bình tĩnh xuống dưới, sắc mặt trắng bệch vô cùng, vừa mới cái kia công kích, hiển nhiên đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn thân thể lung la lung lay, tựa như tùy thời có thể ngã xuống đồng dạng. Từng bước một đạp không hướng về Lâm Ly đi đến. So với Hỏa Vân Tử, hắn càng hận hơn Lâm Ly, nếu như không phải Lâm Ly, Lâm gia cũng sẽ không hủy diệt. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, Lâm gia người, cơ hồ cũng đã tử vong hầu như không còn, hoàn toàn bị hỏa diễm thiêu đốt trở thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại. Ngươi không được qua đây, Lâm Ly kinh khủng nhìn xem Lâm Giang, liền Hỏa Vân Tử đều bị chấn thương. Hắn lại làm sao có thể là Lâm Giang đối thủ đâu. Nhưng mà, Lâm Giang giờ phút này duy nhất suy nghĩ liền là giết chết Lâm Ly, lại làm sao có thể buông tha hắn đâu. Hắn trên người khí tức như ẩn như hiện, cường đại thời điểm, dường như muốn đem mảnh này thiên đô xuyên phá, nhưng đem đối diện Lâm Ly dọa cho phát sợ, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, gia chủ, ta sai rồi, không muốn giết ta. Lâm Ly, ngươi sợ hắn làm cái gì? Hắn hiện tại đã cùng chết không hai. Hỏa Vân Tử quát lớn một tiếng, xem thường nhìn xem Lâm Ly nói. Liền một cái xác chết di động đều sợ, chỉ ngươi người như vậy còn muốn làm gia chủ. Lâm Ly đầu trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, thân thể hóa thành một vệt sáng nhào về phía Lâm Giang, xuất thủ tấn mãnh như sấm, quát lớn nói, Lâm Giang, ngươi đi chết đi. Lâm Giang bản năng dùng hết toàn thân một tia khí lực nghênh đón, nhưng mà vẫn như cũ không phải Lâm Ly đối thủ. Thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Mặt đất rung động, Lâm Giang đập ầm ầm tại phế tích bên trong, vang lên vô số bụi bặm. Ha ha, chết đi, chết hết đi. Ta Lâm Ly đồng dạng sẽ bản thân sáng tạo ra một cái Lâm gia, thậm chí so hiện tại Lâm gia huy hoàng hơn. Lâm Ly cất tiếng cười to, một bộ hào khí trùng thiên bộ dáng. Ta cảm thấy, Lâm gia không tất yếu tồn tại. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ Lâm Ly sau lưng truyền đến, lại là không biết Hỏa Vân Tử khi nào đi tới Lâm Ly sau lưng. Không đợi Lâm Ly phản ứng, phốc phốc một tiếng vang giòn, một cái hỏa diễm chi thủ xuyên thủng Lâm Ly lồng ngực, cuồn cuộn hỏa diễm nhanh chóng phá hủy Lâm Ly sinh cơ. Hỏa Vân Tử, ngươi! Lâm Ly chậm rãi quay người, kinh hãi nhìn xem sau lưng thân ảnh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, quát ầm lên, ngươi thật là âm hiểm. Ngươi cũng không tệ. Ta chỉ bất quá so với người càng âm hiểm một chút xíu mà thôi. Hỏa Vân Tử mặt mỉm cười, lau đi khóe miệng máu tươi, một bộ âm mưu đạt được bộ dáng. Không có ta, ngươi không chiếm được ta Lâm gia trấn tộc chi bảo.
Lâm Ly muốn tránh thoát Hỏa Vân Tử bàn tay, đáng tiếc thực lực chênh lệch bày tại đó, hắn căn bản dẫy không thoát được. Chấn tộc chi bảo, ngươi là nói viên kia tảng đá vụn sao? Hỏa Vân Tử cực kỳ khinh thường, nói, nhìn đến, ngươi ngay cả viên đá kia là cái gì đều không biết. Lâm Ly một mặt mờ mịt, hắn chỉ biết rõ Lâm gia chấn tộc chi bảo là một hòn đá, nhưng xác thực không biết Lâm gia tảng đá là cái gì, chẳng lẽ Hỏa Vân Tử biết rõ? Cũng được, để ngươi chết minh bạch. Hỏa Vân Tử nhe răng cười một tiếng, nói, viên đá kia bên trong, thai nghén liền là tinh vẫn cổ hỏa, bây giờ tinh vẫn cổ hỏa đang ở trước mắt, ngươi nói, ngươi muốn cho ta viên kia tảng đá vụn có làm được cái gì sao? Thoại âm rơi xuống, Hỏa Vân Tử bàn tay rung động, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, lưu quang bắn ra bốn phía, tựa như tay hắn nắm một cái hỏa diễm cầu, lực lượng cuồng bạo từ Lâm Ly ngực nổ tung. Hỏa Vân Tử, ngươi chết không yên lành. Lâm Ly cuối cùng lưu lại một đạo bi phẫn thanh âm, liền hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong hư không. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình cùng Hỏa Vân Tử hợp tác, vậy mà cuối cùng sẽ chết ở trong tay hắn. Ta phải chăng chết không yên lành, ngươi cũng đã không thấy được. Hỏa Vân Tử khẽ cười một tiếng, lời này là Lâm Ly vừa mới nói cho Lâm gia chủ nghe được. Nhưng mà lúc này mới mười mấy cái hô hấp thời gian, lời này liền ứng ở tại Lâm Ly bản thân, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng châm chọc. Bảo hổ lột ra, nơi xa Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Hai người hợp tác, tối thiểu nhất cũng cần thực lực ngang nhau, thực lực không ngang nhau, còn muốn lợi dụng so bản thân thực lực mạnh, đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế gì, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hỏa Vân Tử, người vậy mà giết Lâm Ly. Lúc này, phế tích bên trong, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, lại là Lâm Giang lung la lung lay đứng lên. Bị Lâm Ly một kích oanh trúng, hắn mặc dù bị thương nặng, tùy thời đều có thể tử vong, nhưng còn thừa lại một hơi. Lâm huynh, ta thay người báo thù, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích ta sao? Hỏa Vân Tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Giang. Ngươi đáng chết, Hỏa Linh Tử nếu là biết rõ ngươi diệt ta Lâm gia, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Giang hung dữ phun ra một câu, đáng tiếc, hắn thân thể cũng đã gần như khô kiệt, căn bản không có khả năng giết chết được Hỏa Vân Tử. Cho dù hắn thời kỳ đỉnh phong đều chưa hẳn có thể làm được, huống chi hiện tại thế nào? Ngươi dùng tông chủ đến uy hiếp ta sao? Hỏa Vân Tử khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta tới nơi này, thế nhưng là tông chủ ngầm đồng ý, ta chỉ cần mang trở về ngươi Lâm gia tảng đá là đủ rồi. Không có khả năng, Lâm Giang bỗng nhiên lắc đầu, trắng bệch sắc mặt biến càng thêm trắng bạch. Không có khả năng, Hỏa Vân Tử nhếch miệng cười một tiếng, đúng rồi a, ngươi thế nhưng là tông chủ đại cứu tử, hắn khẳng định sẽ không giết ngươi. Chỉ là nếu như hắn biết rõ tinh vẫn cổ hỏa bị ngươi lấy được mà nói, đoán chừng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Giang đầu một trận oanh minh, hắn không cách nào tiếp nhận Hỏa Vân Tử nói chuyện nói. Lâm gia sở dĩ có thể tại trong tay hắn huy hoàng, ngoại trừ tự thân thiên phú và thực lực bên ngoài, còn có một cái khác nguyên nhân, kia chính là Lâm gia phụ thuộc tông môn Hỏa Linh Tông, hắn tông chủ Hỏa Linh Tử là Lâm Giang muội phu. Cái này cũng là vì sao? Cho dù Lâm Giang sau khi giả chết, Lâm gia vẫn như cũ bình yên vô sự nguyên nhân một trong. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Giang trên người không có tinh vẫn cổ hỏa, nếu như Hỏa Linh Tử biết rõ tinh vẫn cổ hỏa tồn tại, đoán chừng biết dùng tận tất cả thủ đoạn lấy được, dù là giết Lâm Giang cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cổ hỏa đối cổ thần cảnh cường giả mà nói, thế nhưng là không kém gì tiên thiên thần thông thủ đoạn, đừng nói Hỏa Linh Tử. Liền là U Vân phủ chủ biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tốt, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng chết thỏa mãn, cổ hỏa chỉ có người có đức mới có thể đồ vật. Hỏa Vân Tử không nghĩ tiếp tục cùng Lâm Giang nói tiếp. Một cái người chết mà thôi, lãng phí nhiều nước bọt như vậy làm cái gì đây? Hỏa Linh Tử không biết ta có tinh vẫn cổ hỏa, hắn nếu biết rõ ngươi diệt Lâm gia, hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Giang dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực quát ầm lên. Ai nói ta diệt Lâm gia? Hỏa Vân Tử nhe răng cười một tiếng, nói, diệt Lâm gia là một người khác hoàn toàn, đúng rồi, liền là trước đó cái kia đệ nhất thành thành chủ, đây chính là tên sát tinh, ta nghĩ ai cũng biết tin tưởng kết quả này. Nghe nói như thế,
Lâm Giang con người co rụt lại, hắn như thế nào không minh bạch Hỏa Vân Tử ý tứ đâu, đây là chuẩn bị giá họa cho Tiêu Phàm a. Nghĩ vậy, Lâm gia trong lòng tràn đầy vô tận không cam lòng, Lâm gia diệt cũng liền bình thường, có thể hắc thủ sau màn nhưng như cũ còn sống. Nhưng mà, Hỏa Vân Tử là không thể nào buông tha hắn, sự thật cũng là như thế, lời còn chưa dứt, Hỏa Vân Tử thân hình lóe lên, một bàn tay hướng về Lâm Giang giận đập mà xuống. Một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ bàn tay gào thét mà xuống, dường như một mảnh bầu trời sụp đổ xuống đồng dạng, một trường này, đoán chừng liền thiên thần cảnh đỉnh phong cũng phải bị đánh thành thịt nát. Giờ phút này Lâm Giang cũng đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái tát kia rơi xuống. Hắn đục ngầu hai con người kịch liệt run rẩy, hắn không phải sợ chết, mà là tràn ngập sự không cam lòng. Không cam lòng Lâm gia cứ như vậy hủy diệt, mà không cách nào diệt sát Hỏa Vân Tử. Âm một tiếng, Lâm Giang căn bản tiếp nhận không được cỗ kia áp lực, thể nội xương cốt vỡ nát tận mấy cái, thân thể co quắp mềm ở trên mặt đất, trong miệng phun máu không ngừng. Lâm Giang cũng đã tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, hắn hận, nhưng là lại không thể làm gì. Chỉ cần Lâm Giang chết, ta liền có thể luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa, đợi một thời gian. Cho dù đột phá đến cổ thần đỉnh phong cũng không nhất định. Hỏa Vân Tử trong mắt lóe lên một vòng nóng rực. Đột phá cổ thần cảnh, tu luyện chính là thần thông cùng thiên phú, cái này quá trình cần đào móc tự thân tiềm lực, dẫn ra thiên địa, mở ra tự thân nhân thể bí cảnh, bởi vậy, đột phá mỗi một cái tiểu cảnh giới đều dị thường gian nan. Thiên thần cảnh tu luyện nhục thân, chỉ là một cái cường hóa quá trình, mà cổ thần cảnh, mới là chân chính thuế biến, nhất phi trùng thiên. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo kinh hồng chưa bao giờ nơi xa bay lượn mà tới, xông thẳng chân trời, trong hư không truyền đến một đạo chói tai kêu to thanh âm, chỉ thấy một đạo chớp lóe xông thẳng không trung trưởng cương mà đi. Ầm ầm, chớp lóe cùng trưởng cương đụng vào nhau, vô tận kiếm khí tại hư không nở rộ, lôi xé mảnh này không gian, túc sát chi khí bao phủ giữa thiên địa, vô cùng một ngạt. Người nào? Hỏa Vân Tử đột nhiên quay người. Lăng lệ ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái hắc y thanh niên chậm rãi đạp không mà tới, hắn chạy rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, một bộ đồ đen trong gió bay lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cả người cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, dường như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Là ngươi, ngươi không phải đi rồi sao? Hỏa Vân Tử lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn xem hắc y thanh niên. Hắn càng thêm không bình tĩnh là, hắc y thanh niên cách hắn gần như vậy, nhưng hắn lại không phát hiện. Nếu như vừa mới một kích đối phương là muốn giết bản thân, vậy mình chẳng phải là không tránh được. Ta là đi, nhưng ta lại đã trở về. Hắc y thanh niên ngữ khí bình tĩnh, cả người siêu phàm nhập thánh, phiêu giật xuất trần, người này tự nhiên không phải kẻ khác, mà là Tiêu Phàm, bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã biến thành lúc đầu hình dạng. Hỏa Vân Tử mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng lại cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, nhất là những ngày qua, hắn nghe nói không ít liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đi, tinh vẫn cổ hỏa đang ở trước mắt, làm sao có thể dễ dàng như thế đi. Nếu để cho Hỏa Linh Tử biết rõ tinh vẫn cổ hỏa tồn tại, đoán chừng sẽ tự mình đến lúc đó, hắn lại không bất cứ cơ hội nào lấy được tinh vẫn cổ hỏa. Không đi, Tiêu Phàm thế nhưng là diệt sát không ít cổ thần cảnh, cùng Tiêu Phàm một trận chiến, hắn không có quá nhiều nắm chắc. Ngươi sớm liền trở về. Nói cách khác, trước đó lời nói ngươi đều nghe được. Hỏa Vân Tử híp híp hai mắt, trên người hỏa diễm phồng lên, khí thế khiếp người. Ta chỉ là không muốn chịu oan ức mà thôi. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ngươi biết rõ ta người này rất không thích là cái gì không? Là cái gì? Hỏa Vân Tử không chút nghỉ ngợi nói, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Ta rất không thích là bị người lợi dụng cùng tính toán, phàm là lợi dụng cùng tính toán ta người, đều không có kết cục tốt. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình thản, liền tựa như cùng lão bằng hữu đang nói chuyện một dạng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hỏa Vân Tử nhe răng cười một tiếng, thân làm cổ thần cảnh, hắn vẫn có bản thân tự tin. Tiêu Phàm không có để ý tới Hỏa Vân Tử. Mà là nhìn về phía phế tích bên trong cũng đã chỉ còn lại một hơi Lâm Giang, nói, Lâm Giang đúng không, ngươi có muốn hay không giết hắn? Lâm Giang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm,
sau đó nhìn thấy bản thân trạng thái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn cái dạng này, liền đứng lên cũng thành vấn đề, chỗ nào còn có thể giết chết cổ thần cảnh cường giả. Nói không muốn giết chết Hỏa Vân Tử, đó là không có khả năng, nhưng hắn làm không được a. Cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, thế nhưng là một đạo lạch trời, cũng không phải tất cả mọi người có thể tùy ý vượt qua, có thể tại thiên thần cảnh vượt giai chiến đấu cổ thần, không thể nghi ngờ không phải tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Ngươi muốn cho một cái người sắp chết đến giết ta? Hỏa Vân Tử tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất cười nhạo đồng dạng, một mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hiện tại Lâm Giang cơ hồ chỉ còn lại một hơi, đừng nói Hỏa Vân Tử nghĩ giết hắn, liền là một cái phổ thông chiến thần, đoán chừng liền có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Chỉ cần ngươi nghĩ, vậy liền gật đầu. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng, tiếp tục nói. Hỏa Vân Tử sắc mặt khó coi, hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh hoàn toàn không để ý đến, trong lòng kìm nén một ngụm nộ khí không cách nào phát tiết. Thế nhưng là, Tiêu Phàm vừa mới một kích kia còn in vào đầu óc hắn, hơn nữa, trước đó thời gian, Tiêu Phàm hủy diệt Thiên Âm Tông sự tình vẫn như cũ nhường hắn vô cùng e dè. Ta muốn giết hắn, Lâm Giang suy yếu quát ầm lên. Ta thành toàn ngươi, Tiêu Phàm cười gật gật đầu, hắn đạp chân xuống, thân hình rơi vào Lâm Giang bên người, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái kim châm, ngón tay búng một cái, kim châm đột nhiên xông vào Lâm Giang thể nội. A Lâm Giang phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, quỷ dị là, hắn thanh âm vậy mà cao vút vô cùng, dường như hữu dụng không tận lực lượng một dạng. Ngay sau đó, Lâm Giang trên người bộc phát ra ngập trời tử sắc hỏa diễm, khí thế cũng không ngừng tăng vọt, cả người dường như trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi. Hắn thể nội, càng là tràn ngập vô tận hỏa diễm, tinh vẫn cổ hỏa trải rộng mỗi một tấc kinh mạch, đốt luyện mỗi một cái tế bào. Thậm chí, liền linh hồn đều tại bị cổ hỏa phân luyện, loại thống khổ này, cho dù thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn sinh cơ cũng đã hao hết, làm sao có thể? Hỏa Vân Tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Giang rõ ràng chỉ còn lại một hơi a, làm sao có thể sống lại? Cái kia thương thế, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là thật có đánh với hắn một trận lực lượng. Không biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên có loại mãnh liệt bất an. Phải biết, Lâm Giang trước đó thế nhưng là ăn khí huyết mỏng manh thua thiệt, nếu như khí huyết tràn đầy, Lâm Giang muốn cùng hắn liều mạng mà nói, Hỏa Vân Tử có thể chưa hẳn có thể chịu được. Giống Lâm Giang ngửa mặt lên trời gào thét, giống như một đầu man hoang cổ thú tê minh, khí thế rung trời, lấy hắn làm trung tâm, tử sắc tinh vẫn cổ hỏa đốt luyện hư không. Hắn một người dục hỏa mà đứng. Giống như dục hỏa trọng sinh đồng dạng, khí thế như trước đang không ngừng kéo lên, dường như không có điểm cuối cùng. Bất quá, tại Hỏa Vân Tử trong mắt, Tiêu Phàm càng khủng bố hơn, hắn đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở tinh vẫn cổ hỏa hỏa hải bên trong, phảng phất thần minh. Hỏa Vân Tử, để mạng lại Lâm Giang cuồng hống một tiếng, hóa thành một khỏa tử sắc tinh thần đánh tới hướng Hỏa Vân Tử. Còn chưa tới gần, Hỏa Vân Tử liền cảm giác thể nội huyết dịch sôi trào lên. Một cỗ nguy hiểm cảm giác quanh quẩn trong lòng. Huyết viêm khiếu thiên, Hỏa Vân Tử không dám khinh địch, một tiếng quát lớn, trên người xích sắc hỏa diễm mãnh liệt, ngưng tụ thành một đầu hỏa hồng sắc trường long, mở ra bồn máu miệng lớn cuồng nuốt mà ra. Ầm vang, kinh thiên nổ vang quanh quẩn hư không, toàn bộ hư không đều cự ly rung động, hai loại hỏa diễm va chạm, run rộng khí lãng, tuyệt đối có thể tùy tiện hủy diệt thiên thần cảnh cường giả. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, đây chính là cổ thần cảnh chi uy sao. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở đằng xa, thần sắc như thường, không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn con người cũng không ngừng liếc nhìn lấy tứ phương. Có thể làm cho vô tận chi hỏa sao động bất an, đến cùng là cái gì đây? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Nếu như không phải chính hắn áp chế thể nội vô tận chi hỏa đoán chừng đã sớm phá thể mà ra, đáng tiếc. Cho dù vô tận chi hỏa sao động, nhưng là không cảm ứng được sao động đầu nguồn. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nơi xa chiến đấu Lâm Giang trên người, thấp giọng nhẹ giọng nói, nhìn đến, việc này có lẽ còn phải từ Lâm Giang trên người ra tay. Tiêu Phàm sở dĩ xuất thủ trợ giúp Lâm Giang, tự nhiên không phải đồng tình tâm tràn lan, mà là hắn trong lòng có đam chiêu lượng.
Vô tận chiến điển cố nhiên cường đại, nhưng chỉ có thể dùng để rèn luyện nhục thân cùng linh hồn, đối thí thần cùng vô tận chi hỏa cũng không có quá nhiều giá trị. Muốn để vô tận chi hỏa cường đại, liền chỉ có thể mở ra lối riêng. Vô tận chi hỏa kỳ thật cũng không phải vô tận chiến điển bản thân thai nghén đồ vật, mà là thần vô tận trước kia luyện hóa một đoàn hỏa diễm mà thôi, thời kỳ đỉnh phong có lẽ xa xa không chỉ thiên hỏa uy lực. Nhưng là vô số tuế nguyệt đi qua, vô tận chi hỏa cũng chậm chậm suy yếu, chỉ là so phổ thông thiên hỏa cường đại một chút mà thôi. Trước kia Tiêu Phàm không cách nào phát huy vô tận chi hỏa uy lực chân chính, hiện tại thực lực cường đại, vô tận chi hỏa lại không thể thỏa mãn Tiêu Phàm chiến đấu. A hỗn trướng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Không có khả năng, hỏa vân tử tiếng gào thét vang vọng chân trời, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Giờ phút này, Lâm Giang trên người khí diễm cũng đã ẩn ẩn đạt đến cổ thần cảnh tiền kỳ, tại hắn sau lưng, đầy trời điểm sáng lơ lửng, dường như tinh thần đồng dạng, sáng chói lóa mắt. Khí thế càng là bá đạo vô song, dường như có thể trấn áp chư thiên. Tiêu Phàm cũng bị cái này một cổ khí thế nhận lấy trùng kích, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, áo bào màu đen tại sóng lửa bên trong phiêu đáng, siêu nhiên nếu thần. Hỏa vân tử, uổng ta đã từng đem ngươi coi trở thành huynh đệ, hiện tại ngươi có thể chết. Lâm Giang giữ tợn nộ khiếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời tử sắc hỏa vũ dâng lên, dường như pháo hoa nở rộ, bao phủ hỏa vân tử. Cho ta luyện hóa, ngông cuồng thanh âm từ Lâm Giang trong miệng hô lên. Tử sắc tinh vẫn cổ hỏa bắt đầu điên cuồng đốt luyện hỏa vân tử, bên trong truyền đến hỏa vân tử kêu thảm thanh âm. Lâm phủ bốn phía trận pháp đều ẩn ẩn tiếp nhận không được cỗ lực lượng kia trùng kích, tùy thời đều có thể chôn vùi một dạng. Bất quá, trận pháp cuối cùng vẫn là chặn lại, hỏa vân tử cùng Lâm Ly hai người nghĩ người không biết quỷ không hay giết chết Lâm gia dòng chính nhất mạch, bố trí trận pháp tự nhiên không phải là so bình thường. Trừ phi cổ thần cảnh trung kỳ xuất thủ. Nếu không cơ hồ không có khả năng công phá cái này trận pháp. Lâm Giang, ngươi chờ, ta giết không chết ngươi, nhưng hỏa linh tử lại có thể tùy tiện diệt ngươi. Hỏa vân tử dốc hết toàn lực xông ra tinh vẫn cổ hỏa vây quanh. Hắn hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi. Lâm Giang đột phá cổ thần cảnh, thực lực ngược lại là cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng mấu chốt là Lâm Giang nắm giữ tinh vẫn cổ hỏa. Hắn hiện tại có thể phát huy cổ hỏa uy lực cùng vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chí ít, hắn hỏa vân tử tuyệt đối không phải Lâm Giang đối thủ, lưu lại vô cùng có khả năng một con đường chết. Oanh một tiếng nổ vang, nhưng hỏa vân tử mắt trợn tròn là, cái kia trận pháp vậy mà chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái, hắn căn bản là không có có thể phá vỡ. Làm sao sẽ, hỏa vân tử một mặt mộng bức, cái này trận pháp thế nhưng là hắn và hỏa vân tử bố trí A. Kẻ khác không cách nào tùy tiện phá mở, nhưng hắn lại là có thể tùy tiện rời đi. Đột nhiên, hỏa vân tử đột nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm đang một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Hỏa vân tử nơi nào còn không minh bạch, cái này trận pháp 89 phần 10 bị tiểu tử này động tay chân. Chỉ là hắn hoàn toàn nghĩ không ra, tiểu tử này chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tự tiện cải biến cao giai thần trận đâu. Chính đáng hỏa vân tử trầm ngâm một sát na kia, Lâm Giang công kích đã đến phụ cận, vội vàng thời khắc, hỏa vân tử mặt lộ dữ tợn, tránh ra Lâm Giang tất sát một kích, hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới. Chết, hỏa vân tử gầm thét một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm vỗ xuống. Tại hỏa vân tử nhìn đến, chỉ cần giết Tiêu Phàm, cái này trận pháp cũng liền tự sụp đổ, đến lúc đó, hắn liền có thể chạy ra trận pháp, tránh né Lâm Giang oanh sát. Nghĩ vậy, hỏa vân tử cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực thẳng hướng Tiêu Phàm, không dám thất lễ mảy may. Lâm Giang nhìn thấy, dưới chân lại là cố ý thả chậm bước chân, khóe miệng hiện lên một vòng tà dị tiếu dung. Lâm gia bị diệt tộc, mặc dù cùng Tiêu Phàm không quan hệ, nhưng trước đó hắn Lâm gia cũng có không ít đệ tử bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết. Đối Tiêu Phàm, Lâm Giang trong lòng cũng kìm nén một ngụm nộ khí, nếu như hỏa vân tử có thể giết chết hắn. Đó là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng chắp tay, thần sắc không hề bận tâm nhìn xem hỏa vân tử. Bất quá như thế, hỏa vân tử một tiếng cười khẽ, còn coi là Tiêu Phàm bị sợ choáng váng. Hắn trước đó nghe nói qua Tiêu Phàm như thế nào kinh khủng, nhấc tay ở giữa liền hủy diệt một đại tông môn,
có thể bây giờ đang ở hắn Hỏa Vân Tử trước mặt, lại là liền xuất thủ dũng khí đều không có. Lâm Giang trong mắt cũng phun phóng tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị một trường vỗ thành bột mịn hình ảnh. Chỉ cần Tiêu Phàm chết, hắn tất nhiên lôi đình nhất kích chém giết Hỏa Vân Tử, đến lúc đó, có lẽ còn có thể đem Hỏa Vân Tử chết từ chối đến Tiêu Phàm trên người. Lâm Giang trong lòng đếm thầm lấy, hắn cũng đã làm xong thuấn sát Hỏa Vân Tử chuẩn bị. Oanh, một tiếng nổ vang, Hỏa Vân Tử phẫn nộ công kích đánh vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hỏa ngục, gần như đồng thời, Lâm Giang khí thế lần nữa tăng vọt, hai tay kết thành một đạo thủ ấn, đầy trời tử sắc tinh vẫn cổ hỏa gào thét, bao phủ chu vi vài dặm chu vi. Chớp mắt, hư không đột nhiên xuất hiện một tòa hỏa diễm lao ngục, hỏa diễm lao ngục gắt gao đem Hỏa Vân Tử vây ở trung ương, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Tinh vẫn cổ hỏa nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế lại bá đạo vô song, Hỏa Vân Tử thống khổ kêu thảm, muốn xông phá hỏa diễm lao ngục, nhưng mà lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Giang, ngươi vừa mới cố ý ẩn tàng thực lực. Ngươi nghĩ mượn đao giết người. Hỏa Vân Tử kinh khủng nhìn xem Lâm Giang. Lời này vừa nói ra, quả nhiên, Lâm Giang trên người khí thế lần thứ hai kéo lên không ít, trực tiếp vượt qua cổ thần cảnh tiền kỳ cực hạn, đạt đến cổ thần cảnh trung kỳ, tinh vẫn cổ hỏa càng tốt tăng vọt vô số. Thật đúng là cảm tạ cái kia Tiêu Phàm, hắn mấy cây kim châm, vậy mà liền để cho ta vượt qua mấy trăm năm đều khó có thể vượt qua lạch trời, mà lại còn để cho ta nhất cử đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Lâm Giang trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Vậy ngươi vừa mới vì cớ gì ý ẩn tàng thực lực, lấy ngươi cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, nghĩ giết hắn cũng không khó. Hỏa Vân Tử vẫn như cũ có chút không tin. Cổ thần cảnh trung kỳ, chẳng lẽ diệt sát một cái thiên thần cảnh tiểu tử, còn muốn kiêng kỵ mấy phần sao? Hừ, ta tự nhiên có thể giết chết hắn, nhưng một phần vạn hắn ở trên người của ta làm tay chân đâu? Lâm Giang khinh thường nói, hắn có thể cứu ta, người nào biết rõ hắn có thể hay không giết chết ta? Dừng một chút, Lâm Giang lại nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi có thể xuất kỳ bất ý giết chết hắn, đó là không thể tốt hơn sự tình, ta cũng không cần mạo hiểm. Ngươi thật là âm hiểm. Hỏa Vân Tử mặt lộ dữ tợn nhìn xem Lâm Giang. Âm hiểm, ngươi nói đúng, Lâm Ly âm hiểm, ngươi chỉ là so với hắn âm hiểm một chút xíu, hiện tại, ta cũng chỉ là so với ngươi âm hiểm một chút xíu. Lâm Giang nhe răng cười nói, cười cực kỳ ngạo mạn. Hỏa Vân Tử nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến mấy điểm. Tinh vẫn cổ hỏa không ngừng đốt luyện Hỏa Vân Tử trên người khí thế cũng đã uể oải suy sụp, tùy thời đều có khả năng tử vong. Nguyên bản ta coi là âm hiểm, buồn cười là, tiểu tử kia cứu được ngươi, cuối cùng lại thành toàn bộ ngươi. Hỏa Vân Tử quỳ một chân hư không, sắc mặt vô cùng khó coi. Câu có lời nói Lâm Ly nói đúng, Lâm gia hủy diệt, về sau sẽ có một cái càng thêm cường đại Lâm gia sừng sững ở mảnh này đất trên mặt đất. Lâm Giang ngữ khí cũng biến thành vô cùng trương cuồng. Cái gì mất con thống khổ, diệt tộc ác độc, cùng người thực lực cường đại so sánh, lại tính là cái gì đâu. Giờ phút này, Lâm Giang đột nhiên cảm giác may mắn bản thân chết rồi tôn nhi, chết rồi nhi tử, thậm chí bị hủy diệt gia tộc. Nếu không lời nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng cứu bản thân, nhưng bản thân nắm giữ báo thù thực lực, lại càng không cần phải nói đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Ta mà chết, Hỏa Linh Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa Vân Tử dùng hết cuối cùng một tia khí lực quát ầm lên. Giết chết ngươi người cũng không phải ta. Lâm Giang chậm rãi cúi thấp đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười tà. Ý ngươi là ta sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm từ hư không vang lên, ngữ khí bình thản, bất quá nghe vào Lâm Giang trong tai, lại tựa như lôi đình một dạng. Hắn toàn thân hiện nổi da gà lên. Đột nhiên quay người hướng về sau lưng nhìn lại, run rẩy trong con mắt, có một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi đạp không đi tới. Mặc dù là đứng lơ lửng trên không, lại dường như lôi đình nổ minh tại Lâm Giang trong lòng vang lên, rõ ràng cái kia áo bào đen thân ảnh không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế. Nhưng thân làm cổ thần cảnh trung kỳ Lâm Giang, lại là kinh khủng không hiểu, bờ môi hơi hơi run rẩy, ngươi thế nào không chết? Ngươi muốn ta chết sao? Hắc bào nhân khẽ nói, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng, nhưng thanh âm này, lại giống như hàn đao đồng dạng cắt chém Lâm Giang,
Hắc bào nhân không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Hỏa Vân Tử mặc dù cường đại, nhưng muốn giết chết Tiêu Phàm, còn là không thể nào. Tiêu Phàm thế nhưng là tại thiên thần cảnh hậu kỳ liền có thể chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ nhân vật, lại thế nào bị Hỏa Vân Tử tùy tiện giết chết đâu. Huống chi, đi qua một cái này nhiều tháng tu luyện, Tiêu Phàm cũng đã vô hạn tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong, tại phương diện tốc độ, tuyệt đối không kém gì cổ thần cảnh trung kỳ. Có ít người, thực sự là nuôi không quen bạch nhãn lang a. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài, con người chỗ sâu hiện ra hàn quang, nhìn Lâm Giang toàn thân run lên. Lời nói vừa ra, Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra lạnh lẽo khí thế, bao phủ thiên địa tứ phương, chung quanh hư không đều dường như đống kết một dạng. Hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh, nhưng cỗ kia thế, lại là liền cổ thần cảnh đều muốn cúi đầu. Lâm Giang không tự giác lui về phía sau mấy bước, hắn trong lòng hoảng hốt, ta thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ, có tất yếu sợ hắn một cái thiên thần cảnh sao? Câu có lời nói ngươi cũng nói đúng, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Tiêu Phàm thanh âm băng lãnh đến cực điểm, lời nói vừa dứt, hắn cỗ kia siêu phàm khí thế trong nháy mắt biến mất. Lâm Giang nguyên bản cũng đã làm xong diệt sát Tiêu Phàm chuẩn bị, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, căn bản không có cùng hắn xuất thủ ý tứ. Nếu như Lâm Giang thật nghĩ như vậy, vậy hắn cũng lại là xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không được lạm sát kẻ vô tội, nhưng là đồng dạng tuyệt đối sẽ không đồng tình tràn lan, một cái nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn lại làm sao có thể buông tha đâu. Hô, Tiêu Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên, mấy đạo lưu quang từ Lâm Giang thể nội bắn ra, trong nháy mắt lơ lửng tại Tiêu Phàm trước người. Đây là, Lâm Giang kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước người cái kia mấy đạo kim sắc lưu quang, hắn bỗng nhiên nhận ra được, cái kia không phải trước đó Tiêu Phàm đánh vào bản thân thể nội kim châm sao. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bỗng nhiên hướng về hư không rơi xuống mà đi, trên người khí thế giống như thủy triều thối lui, lại tựa như nhụt chí bóng ra một dạng. Ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Giang đập ầm ầm tại phế tích bên trong, toàn thân xương cốt phá toái, so với vừa mới càng thêm thê thảm. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thể nội có một cỗ lực lượng tại che chở hắn tâm mạch, nếu không lời nói, cái này một ném, đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết. Lâm Giang sụi lơ trong phế tích, hắn đã quên đi rồi trên người thống khổ, run rẩy con ngươi kinh ngạc nhìn xem không trung đạo kia cao gầy áo bào đen thân ảnh. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, hắn tuyệt không tin, một cái tuổi trẻ thiên thần cảnh tu sĩ, có thể tùy tiện chúa tể chính mình vận mệnh, nhất niệm có thể để thiên thần cảnh xông phá cổ thần cảnh trói buộc, nhất niệm có thể tùy tiện gạt bỏ cổ thần cảnh cường giả. Giờ phút này, tại Lâm Giang trong mắt, Tiêu Phàm phảng phất thần minh. Vừa mới phát sinh tất cả, đối với Lâm Giang tới nói, phảng phất một giấc mơ. Hiện tại, mộng rốt cục tỉnh, hắn mới phát hiện, bản thân vẫn là quá ngây thơ. Một cái có thể tùy tiện nhường bản thân đột phá thiên thần cảnh trói buộc người, lại làm sao có thể tùy tiện bị Hỏa Vân Tử giết chết đâu. Lâm Giang trong lòng hối hận, nhưng hắn cũng minh bạch, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, hiện tại không giết hắn, hắn cũng đoán được là vì cái gì. Lâm Giang rơi xuống hư không, nơi xa hỏa ngục cũng trong nháy mắt biến mất, Hỏa Vân Tử tức khắc bại lộ đi ra, chỉ là già vô số, liền đạp không mà đi đều lộ ra vô cùng gian nan. Hỏa Vân Tử cũng không có chạy trốn, trước đó tại cổ thần cảnh đều không cách nào thoát đi, bây giờ là càng thêm không thể nào, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Ha ha, Lâm Giang, người tự cho là nhạy bén một đời, có thể cuối cùng vẫn là thua ở một cái tiểu bối trong tay. Hỏa Vân Tử chậm rãi rơi vào Lâm Giang cách đó không xa, cười gần nói. Ta cắm, Lâm Giang khẽ cắn môi, run rẩy phun ra một câu. Ngươi là cắm, nhưng ta không nhất định. Hỏa Vân Tử đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, nói Tiêu Thành Chủ, ta nguyện ý dùng một bí mật đổi lấy ta một mạng. Vậy phải xem bí mật này đối ta có hay không dùng. Tiêu Phàm có chút hăng hái nhìn xem Hỏa Vân Tử nói. Hỏa Vân Tử sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng cắn răng nói, một cái có thể cho ngươi lấy được tinh vẫn cổ hỏa bí mật, việc này cùng Lâm gia cùng Hỏa Linh Tông đều có chút quan hệ. A, Tiêu Phàm có vẻ như cũng hứng thú. Hỏa Vân Tử nhìn thấy, trên mặt tức khắc hiện lên sán lạn thiếu dung, mười phần tự tin nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta nhất định trợ giúp ngươi lấy được một loại thần hỏa. Tin tưởng ngươi,
Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, một cái nghĩ giết hắn, nhiều lần lợi dụng người khác, cái này khiến hắn Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng. Hỏa Vân Tử trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, vội vàng giải thích nói, ta không lừa ngươi, Hỏa Linh Tông bên trong nắm giữ một loại thần hỏa, ngoại trừ ta, không có người nào biết rõ bí mật này, chỉ cần ngươi thả ta. Không cần, không đợi Hỏa Vân Tử nói xong, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Hỏa Vân Tử mi tâm bên trong. Hỏa Vân Tử ngốc trệ tại đó, toàn thân kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật. Bị Lâm gia dùng tinh vẫn cổ hỏa luyện hóa, Hỏa Vân Tử nhục thân cùng linh hồn bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm liền đem Hỏa Vân Tử tất cả ký ức xem một lần, trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung. Nho nhỏ Tam Lưu Tông Môn, vậy mà cất giấu thần hỏa bảng đệ nhất chí tôn phần Thiên Viêm. Tiêu Phàm khẽ nhả ra hai chữ, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết rõ? Hỏa Vân Tử hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, kinh khủng lùi lại mấy bước. Ngươi xác định bí mật này chỉ có ngươi biết rõ? Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn xem Hỏa Vân Tử nói. Ta xác định, ta cũng là ngẫu nhiên tại tông môn tiền bối một bản chép tay nhìn lên đến, sau khi xem, tay kia chát bị ta hủy diệt, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể thay ngươi làm nội ứng. Hỏa Vân Tử nơi nào còn dám lừa gạt Tiêu Phàm, lời nói liên tiếp, toàn bộ nói thẳng ra. Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, tự nhiên biết rõ Hỏa Vân Tử trong lời nói thật giả, hắn nhếch miệng cười nói, không cần. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, Hỏa Vân Tử trong nháy mắt ngốc trệ tại đó, ngay sau đó, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, há miệng đem Hỏa Vân Tử nuốt xuống. Thí thần tổ thú, nằm trong phế tích Lâm Giang nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, kinh khủng vô cùng, nói chuyện đều có chút run lên. Thí thần tổ thú, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại A, một khi đi đến đỉnh phong, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, cũng hiếm có người có thể bằng. Có thể trong truyền thuyết thí thần tổ thú, lại bị một cái thiên thần cảnh luyện hóa thành đệ nhị linh hồn, cái này khiến hắn như thế nào không được kinh ngạc đâu. Ta vẫn là tương đối tin tưởng ta bản thân, Tiêu Phàm 10 phần bình tĩnh nói. Giết chết Hỏa Vân Tử, hắn cũng không nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Hắn đã trải qua quá nhiều sinh sát, Hỏa Vân Tử loại người này, tha hắn, tương lai không may khả năng vẫn là bản thân. Liền tựa như Phó Tam Đao, nếu như lúc trước bản thân không phải muốn mượn hắn tay tìm tới Tiếu Thương Sinh, bây giờ cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Lâm Giang đi đến, Lâm Giang hoảng sợ vô cùng, muốn giãy giụa đứng lên, đáng tiếc, hắn giờ phút này liền tự sát khí lực đều không có, chỗ nào còn động. Nói đi, Hỏa Vân Tử rốt cuộc là muốn từ ngươi Lâm gia được đến cái gì, ngươi nếu là thống khoái nói ra, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm cúi người bình tĩnh nhìn xem Lâm Giang nói. Lâm Giang vùng vẫy đến mấy lần, biết rõ bản thân khó thoát khỏi cái chết, cũng dứt khoát không còn động, bất quá, hắn lại là lắc đầu, cũng không có nói cho Tiêu Phàm dự định. Nhìn đến ngươi không muốn để cho ta cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng. Y dạng họa hồ lô, lần nữa đối Lâm Giang thi triển chủng ma chi thuật. Bởi vì Phó Tam Đao tình huống, Tiêu Phàm cũng đã không tin chủng ma chi thuật, bất quá, chủng ma chi thuật có lẽ không thể lâu dài khống chế cổ thần cảnh cường giả, nhưng dùng để siêu hồn, lại là không sai. Lâm Giang giờ phút này trạng thái so Hỏa Vân Tử đều không chịu nổi, Tiêu Phàm tìm kiếm hắn linh hồn ký ức, chỉ là bỏ ra càng ngắn thời gian mà thôi. Ngươi là ma quỷ. Tiêu Phàm linh hồn rời khỏi Lâm Giang linh hồn thời khắc, Lâm Giang nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Thế gian lại có kỳ lạ như vậy công pháp, Tiêu Phàm khẽ nói, dung luyện thế gian vạn hỏa, thật có thể làm được sao? Nếu như một loại công pháp có thể dung luyện thế gian vạn hỏa, cái kia vô tận chi hỏa chẳng phải là có thể vô hạn tiến giai? Tiêu Phàm đang tại vì vô tận chi hỏa mà phát sầu, nếu như vô tận chi hỏa không cách nào tiến giai lời nói, vậy liền ăn vào vô vị. Vứt bỏ đáng tiếc. Thật đúng là ngủ gật, đã có người đưa gối đầu a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, đối với cái kia dung luyện thế gian vạn hỏa công pháp, hắn là tình thế bắt buộc. Chỉ là, muốn lấy được cái kia công pháp, có vẻ như cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tha ta, Lâm Giang cầu khẩn nhìn xem Tiêu Phàm,
giống như một đầu vẫy đuôi mừng chủ chó. Tha ngươi, trước đó nhân, hiện tại quả, ngươi nếu không giết ta, ta há lại sẽ động tới ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ý niệm khóa chặt Lâm Giang. A một tiếng hét thảm từ Lâm Giang trong miệng hô lên, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Lâm Giang vậy mà còn có ý thức tự chủ, căn bản không có tử vong. A, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Giang, trong mắt lóe ra tinh quang, nói thật cường đại hỏa thuộc tính huyết mạch chi lực. Nhìn đến, hỏa vân tử ký ức không giả, Lâm gia đã từng có lẽ thật đi ra một tôn thần vương. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết bắt đầu đốt hao tổn lên, thí thần hư ảnh lại xuất hiện, vô tận chiến huyết thế nhưng là có thể luyện hóa cái khác huyết mạch. Lâm Giang thể nội nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, người chết không yên lành, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Giang mặt lộ dữ tợn, tựa như muốn tránh thoát Tiêu Phàm tư tưởng khống chế một dạng. Tinh vẫn cổ hỏa, cho ta đốt. Lâm Giang giống to một tiếng, hắn kích phát tự thân một điểm cuối cùng sinh cơ, thúc giục tinh vẫn cổ hỏa, dịu dàng ngoan ngoãn tinh vẫn cổ hỏa trong nháy mắt giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, biến vô cùng cuồng dã. Vô chủ cổ hỏa chi uy, có thể không kém gì cổ thần cảnh cao giai cường giả công kích. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên không kém, nhưng cùng chân chính cổ thần cảnh cường giả ở giữa vẫn như cũ có thiên địa khác biệt chênh lệch, huống chi cùng cổ thần cao giai ở giữa chênh lệch. Bị, làm cổ hỏa bay lên mà lên một sát na kia, Tiêu Phàm liền thầm nói không tốt. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ chậm một bước, chỉ thấy cuồn cuộn tinh vẫn cổ hỏa điên cuồng hướng về thí thần trong miệng dũng mãnh lao tới, muốn no bạo thí thần một dạng. Cổ hỏa phản phệ, cũng không phải thiên thần cảnh có thể tiếp nhận, dù là Tiêu Phàm cũng không được. Ha ha, tiểu tử, đồng quy vu tận a. Lâm Giang nhìn thấy, cất tiếng cười to, nếu như có thể lôi kéo Tiêu Phàm đệm lưng, vậy hắn chết cũng đáng giá. Đồng quy vu tận, bằng ngươi cũng xứng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một cái tát ra, giờ phút này Lâm Giang lại làm sao có thể thừa nhận được Tiêu Phàm công kích đâu. Tiêu Phàm trưởng cương còn chưa tới gần, Lâm Giang thân thể đột nhiên nổ tung, hắn linh hồn cùng mệnh cách, liên thông cái kia tinh vẫn cổ hỏa, hoàn toàn bị thí thần nuốt xuống. Sau một khắc, Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thần cung bên trong, dùng hết toàn lực luyện hóa thí thần thể nội tinh vẫn cổ hỏa. Nhưng mà, tinh vẫn cổ hỏa lực lượng vượt ra khỏi Tiêu Phàm dự kiến, cho dù thí thần cũng không luyện hóa được. Thí thần danh xưng không gì không nuốt, cho dù liền thần cách đều có thể thôn phệ luyện hóa, nhưng vậy cũng chỉ là tương đối, liền tựa như cổ thần cảnh tiền kỳ thần cách. Thí thần có thể trong nháy mắt luyện hóa thôn phệ. Nhưng nếu là cổ thần cảnh cao giai thần cách, thí thần muốn luyện hóa, vậy cũng không phải như thế sự tình đơn giản. Cái này tinh vẫn cổ hỏa uy lực, có thể không kém gì cổ thần cảnh cao giai cường giả, hơn nữa rất có phá hủy, dù là thí thần bây giờ cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là vẫn như cũ không cách nào luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa. Giờ phút này, nguyên bản cả người đen kịt thí thần, bên ngoài thân vậy mà phát ra tử sắc hỏa diễm quang mang, thí thần không ngừng giãy giụa lấy, phát ra thống khổ tê minh thanh, ẩn ẩn có muốn bạo tạc xu thế. Thí thần thân làm Tiêu Phàm đệ nhị linh hồn, loại đau khổ này cảm giác Tiêu Phàm cũng hoàn toàn có thể thân thể sẽ đến. Đáng chết Lâm Giang, Tiêu Phàm đằng đằng sát khí, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không cách nào luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa. Thí thần sớm muộn sẽ tiếp nhận không được tinh vẫn cổ hỏa đốt cháy. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hắn đang suy tư ứng đối phương pháp. Từng ấy năm tới nay như vậy, thí thần còn là lần thứ nhất gặp được không thể luyện hóa đồ vật, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm bắt đầu cảnh giác lên, có chút đồ vật, cho dù lấy được cũng không thể loạn đụng, liền tựa như cái này tinh vẫn cổ hỏa. Cổ hỏa đều không cách nào luyện hóa, lại càng không cần phải nói thần hỏa. Nhìn đến không đột phá đến thần vương cảnh, tốt nhất đừng đánh hỏa linh tông cái kia thần hỏa chủ ý. Thân làm thần hỏa bảng đệ nhất hỏa diễm, đoán chừng thần vương cũng không chịu đựng nổi. Tiêu Phàm tạm thời từ bỏ đi hỏa linh tông tìm kiếm đệ nhất thần hỏa dự định. Không nói hắn hiện tại còn không có cái này thực lực, cho dù có, hắn hiện tại cũng không có đầy đủ thời gian. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu quả thật tìm được đệ nhất thần hỏa, cũng tất nhiên là mang ngọc có tội. Điểm này Tiêu Phàm rõ ràng. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục rơi vào trầm tư, việc cấp bách,
vẫn là nghĩ đến như thế nào giải quyết tinh vẫn cổ hỏa mới là cứng rắn đạo lý. Đem tinh vẫn cổ hỏa phun ra, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nói đùa cái gì, thí thần đều không cách nào áp chế tinh vẫn cổ hỏa, chính hắn lại làm sao có thể thừa nhận được, nếu như tinh vẫn cổ hỏa xuất hiện ở thần cung bên trong, đoán chừng thần cung đều muốn hủy. Hơn nữa, coi như toàn lực có thể áp chế, vậy hắn trong thời gian ngắn cũng khẳng định không cách nào động đậy, muốn cứu Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng là không thể nào. Về phần đem tinh vẫn cổ hỏa đuổi ra thần cung, hắn nhưng không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Kể từ đó, liền chỉ có thể nhường thí thần tạm thời áp chế tinh vẫn cổ hỏa, chỉ là cứ tiếp như thế, thí thần cũng đoán chừng phải phế. Đúng rồi, Lâm gia không phải có cái kia dung luyện thế gian vạn hỏa công pháp sao? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tựa như đột nhiên vang lên cái gì, nói, nếu như có thể lấy được cái kia công pháp, có lẽ có thể làm cho vô tận chi hỏa dung luyện tinh vẫn cổ hỏa cũng nói không chừng, đúng rồi, còn có hỏa vân tử trưởng khống loại kia thiên hỏa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng tại Lâm Giang cùng hỏa vân tử ký ức bên trong tìm tòi. Mấu chốt hay là đang Lâm ra cái kia chấn tộc chi bảo bên trên. Tiêu Phàm rất nhanh tìm được tương quan tin tức, ý niệm khẽ động, hắn thân hình một đôi, trong nháy mắt một chia làm hai. Sau đó hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Mấy tức thời gian, liền nhiều đến 250-16 cỗ linh hồn phân thân, bắt đầu trong phế tích tìm kiếm. Căn cứ Lâm Giang ký ức, Lâm gia cái kia chấn tộc chi bảo ngay tại Lâm gia phủ đệ chỗ sâu lòng đất mật thất bên trong, thế nhưng là hiện tại Lâm gia bị hủy, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm tới cái kia mật thất, chỉ có nhường linh hồn phân thân cùng nhau tìm. Hỏa vân tử cho rằng tinh vẫn cổ hỏa là thai nghén tại Lâm gia chấn tộc chi bảo, sự thật lại không phải. Tinh vẫn cổ hỏa chỉ là Lâm Giang tu luyện phiên bản đơn giản hóa đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa mà thôi. Tiêu Phàm bản tôn ngồi ở nguyên chỗ, cẩn thận suy tư. Đạo hỏa hồng lô điển, chính là Lâm gia đã từng thần vương cường giả tu luyện vô thượng công pháp, chỉ là theo lấy thời gian đưa đẩy, bộ này không thượng thần điển cũng đã biến mất. Duy nhất ghi lại cùng đạo hỏa hồng lô điển có quan hệ, chỉ có Lâm gia chấn tộc chi bảo. Tin đồn cái kia chấn tộc chi bảo chính là Lâm gia đã từng thần vương cường giả lưu lại. Đáng tiếc Lâm gia lịch đại con cháu, đều không cách nào hiểu thấu đáo phía trên bí mật. Hỏa vân tử cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua Lâm gia bí mật này, cho nên mới ngộ coi là Lâm Giang sử dụng Lâm gia chấn tộc chi bảo, chiếm được tinh vẫn cổ hỏa. Kỳ thật bằng không thì, tinh vẫn cổ hỏa chỉ là Lâm Giang một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ lấy được một loại cổ hỏa. Cùng Lâm gia chấn tộc chi bảo không có tất nhiên liên hệ. Tại Lâm Giang sử dụng phiên bản đơn giản hóa đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa quá trình bên trong, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến tinh vẫn cổ hỏa phản phệ, Lâm Giang tự thân kém chút hủy diệt. Mặc dù sống tiếp được, nhưng hắn cũng thụ thương thảm trọng, đồng thời rốt cuộc không cách nào đột phá cổ thần cảnh. Cái này mấy trăm năm thời gian, hắn một mực lĩnh hội Lâm gia chấn tộc chi bảo, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm trước đó dùng kim châm nhường hắn đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, cũng vẻn vẹn chỉ là giả tượng mà thôi, đó là Tiêu Phàm đã thông Lâm Giang toàn thân kinh mạch, cũng nhường hắn nhục thân trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn, lại tăng thêm tinh vẫn cổ hỏa phụ thể, hắn thực lực xác thực không thể so với cổ thần cảnh trung kỳ yếu mà thôi, thậm chí còn có phần hơn. Hiểu được sự tình chân tướng, Tiêu Phàm điểm mấu chốt tự nhiên cũng liền thả ở cái kia đạo hỏa hồng lô điển phía trên. Chỉ cần lấy được đạo hỏa hồng lô điển, cái kia luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thời gian chậm rãi xói mòn, một nén nhang thời gian sau, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo thần quang, giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng vòng trời. Sau một khắc, một bộ linh hồn phân thân lách mình xuất hiện ở hắn trước người, lòng bàn tay bưng lấy một mai tử kim sắc tảng đá. Tử kim sắc tảng đá chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng phía trên lại thiêu đốt lên tử kim sắc hỏa diễm, như có như không, không biết đốt luyện bao nhiêu tuế nguyệt. Liền là cái tảng đá này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bản thể tiếp tới, sau đó tất cả linh hồn phân thân đồng thời biến mất. Tường tận xem xét lúc này, Tiêu Phàm lại là phát hiện không thể làm gì, cái tảng đá này phát ra một cỗ không cách nào nói rõ khí cơ, Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu mảy may. Lâm Giang hiểu thấu đáo mấy trăm năm đều hiểu thấu đáo không được, nếu như ta nếu là nhìn một chút liền hiểu, đoán chừng Lâm Giang sẽ chết không nhắm mắt a.
Tiêu Phàm cười khổ nói. Đúng rồi, có lẽ có thể dùng vô tận chiến điển thử xem. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, vô tận chiến điển có thể khắc ấn thiên thư cùng cổ kinh, có lẽ cũng có thể lạc ấn thần điển cũng nói không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp dẫn ra lấy vô tận chiến điển, thần lực điên cuồng tràn vào, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm tử kim sắc tảng đá. A, à, Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, nhưng hắn kinh ngạc là, tử kim sắc thạch đầu phương hỏa diễm đột nhiên phát ra hừng hực quang mang, đồng thời, một cỗ nóng rực cảm giác dọc theo bàn tay truyền đến. Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, bàn tay lại bị cháy rụi, phản xạ có điều kiện đem tử kim sắc tảng đá ném đi ra ngoài. Nhìn xem đốt cháy khét bàn tay liếc mắt, Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, điểm ấy đau đớn đối với hắn tới nói không tính là gì. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt rơi vào cái kia tử kim sắc thạch đầu lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy cái kia tử kim sắc tảng đá đột nhiên một khối chóc ra. Ngay sau đó, nguyên một đám cổ lão văn tự cùng phù văn từ bên trong bắn ra, hướng về Tiêu Phàm mi tâm gào thét mà đi. Không, nói cho đúng, là hướng về vô tận chiến điển bay đi. Thực sự là đạo hỏa hồng lô điển, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hoàn toàn ngốc trệ ở nguyên chỗ. Theo lấy một cái kia cổ lão văn tự cùng phù văn in vào vô tận chiến điển bên trên, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, vô tận chiến điển đệ tứ trang vậy mà chậm rãi mở ra. Cái này, Tiêu Phàm khó có thể ức chế trong lòng chấn kinh. Hắn rõ ràng vô tận chiến điển mỗi một trang đại biểu cho cái gì, tờ thứ nhất là tương đương với đệ nhất trọng, thích hợp thiên thần cảnh tu sĩ tu luyện, hắn giá trị, hơn xa tại thiên thư. Trang thứ hai thì là vô tận chiến điển đệ nhị trọng. Chính là cổ thần cảnh tu luyện sử dụng, có thể so sánh bình thường cổ kinh đều muốn chân quý vô số lần. Về phần trang thứ ba, thì là thần vương cường giả tu luyện sử dụng, lúc trước thần vô tận liền là tu luyện tới cái này cảnh giới, trang thứ ba cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện. Nhưng mà, bây giờ dĩ nhiên trực tiếp mở ra đệ tứ trang, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh đâu. Đệ tứ trang tương đương với cái gì, Tiêu Phàm không rõ ràng, mà thôi không biết là cái gì cấp bậc. Nhưng hắn biết rõ, hắn khẳng định so thần vương cấp bậc thần điển còn chân quý hơn. Chẳng lẽ Lâm gia tiên tổ, đã từng đạt đến như vậy cấp độ? Hay là nói, Lâm gia tiên tổ cũng là ngẫu nhiên lấy được cái này hỏa hồng lô điển, cũng không có tu luyện tới đỉnh phong liền chết đi? Nếu không lời nói, Lâm gia tiên tổ khẳng định không chỉ là thần vương đơn giản như vậy. Phải biết, cho dù thần vương cường giả, muốn vẫn lạc, đó cũng là rất khó sự tình. Huống chi đi đến tầng thứ cao hơn, thọ nguyên vô hạn, muốn chết cũng khó khăn, trừ phi không phải là bình thường tử vong. Tiêu Phàm ức chế kích động trong lòng, tâm thần vội vàng chìm vào vô tận chiến điển, bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ lên. Trong thời gian ngắn muốn tu luyện bậc này cấp bậc công pháp, cũng không phải đồng dạng dễ dàng, dù là Tiêu Phàm thiên phú yêu nghiệt, lĩnh ngộ lực lượng siêu phàm, cũng không thể nào làm được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không muốn lập tức tu luyện đạo hỏa hồng lô điển, hắn chỉ là muốn lợi dụng đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa mà thôi. Chỉ cần thí thần an toàn, hắn thì có bó lớn thời gian, chậm rãi tu luyện đạo hỏa hồng lô điển. Thời gian trôi qua, nháy mắt trôi qua một ngày thời gian, Tiêu Phàm trước người tử kim sắc tảng đá rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, bên trong văn tự cũng toàn bộ đều tiến nhập Tiêu Phàm não hải bên trong. Vô tận chiến điển đệ tứ trang cuối cùng không có bị văn tự hoàn toàn lấp đầy, nhưng là, lại phát ra vô lượng tử kim quang mang, quý khí mà tường hòa. Tiêu Phàm tâm thần không có rơi vào vô tận chiến điển phía trên, mà là đắm chìm trong đạo hỏa hồng lô điển bên trong, vô tận chiến điển chỉ là đã rút ra đạo hỏa hồng lô điển bên trong tinh hoa mà thôi. Nhưng là, cái kia tinh hoa cũng không phải Tiêu Phàm hiện tại có thể tu luyện, ngược lại là đạo hỏa hồng lô điển. Hiện tại vừa lúc thích hợp Tiêu Phàm tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần cung bên trong, thí thần bên ngoài thân tử sắc hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là một tầng kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm tự nhiên là vô tận chi hỏa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, vô tận chi hỏa bên trong, có từng sợi xích sắc cùng tử sắc hỏa diễm đang lưu chuyển. Xích sắc cùng tử sắc hỏa diễm chính là hỏa vân tử thiên hỏa cùng lâm giang luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa. Tiêu Phàm dựa vào đạo hỏa hồng lô điển, đang tại chậm rãi luyện hóa hai loại hỏa diễm, chỉ là, muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng không phải đơn giản như vậy, cần số lớn thời gian. Bây giờ Tiêu Phàm, nhiều nhất chỉ là áp chế tinh vẫn cổ hỏa phát cuồng mà thôi,
bất quá cái này cũng đầy đủ, chí ít tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Không hổ là thần điển, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ gia lông, lại để cho ta cảm nhận được nó bác đại tinh thâm. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi mở ra hai mắt. Hiện tại hắn vẫn như cũ có loại chưa tỉnh hồn cảm giác, tinh vẫn cổ hỏa phản phệ, cố nhiên không có cho hắn tạo thành bao nhiêu nguy hại, nhưng Tiêu Phàm cũng biết thí thần cực hạn ở nơi đó. Không biết luyện hóa hai loại thiên hỏa cùng cổ hỏa, có thể hay không nhường vô tận chi hỏa đột phá cổ hỏa cấp bậc đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trong mắt nhiều một tia chờ mong. Đạo hỏa hồng lô điển, thế nhưng là có thể dung luyện thế gian vạn hỏa, nếu như vô tận chi hỏa có thể luyện hóa hai loại hỏa diễm lời nói, cũng có thể chứng minh nó giá trị. Về phần tu luyện, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn chủ tu vô tận chiến điển, hắn ẩn ẩn cảm giác vô tận chiến điển so với hắn tưởng tượng còn muốn bất phàm. Dù sao, liền nói hỏa hồng lô điển dạng này thần điển, đều không cách nào làm cho nó hoàn toàn mở ra đệ tứ trọng. Làm trễ nải hơn một ngày thời gian, cũng nên vượt qua phong lang bọn họ. Tiêu Phàm chậm chạp nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Giờ phút này, đại trận bên ngoài, đám người cũng không tán đi, vẫn như cũ quan sát đến lâm ra vị trí động tĩnh. Hơn một ngày thời gian, tại sao còn không phân ra trên dưới? Chẳng lẽ trong lâm gia bộ phận thật chuẩn bị không chết không thôi sao? Ta nghe nói Hỏa Linh Tông tam trưởng lão Hỏa Vân Tử cũng ở trong đó, theo ta thấy, 89 phần 10 là Hỏa Linh Tông chuẩn bị đối lâm gia động thủ A. Coi như thế, một ngày thời gian, cũng nên kết thúc, Hỏa Vân Tử tiền bối thế nhưng là cổ thần cảnh, chém giết một chút thiên thần cảnh hẳn không phải là việc khó A. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, thời gian dài như vậy đi qua, tại tất cả mọi người nhìn đến. Lâm gia coi như không hủy diệt, vậy cũng không xa. Bởi vì cho dù Lâm gia tự giết lẫn nhau, đoán chừng cũng sẽ tử vong thảm trọng, đến lúc đó cái khác gia tộc và thế lực tham dự, Lâm gia cũng chỉ có hủy diệt phần. Mà lúc này, một đám mây phía trên, Quân Nhược Hoan sắc mặt trầm trọng nhìn chằm chằm phía dưới, trong lòng lo lắng nói, công tử cũng đã đi vào hơn một ngày thời gian, sẽ không xảy ra vấn đề a. Quân Nhược Hoan biết rõ, nơi này, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được Tiêu Phàm an nguy, nhưng một phần vạn đâu. Quân Nhược Hoan, chúng ta đi. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm tại Quân Nhược Hoan bên tai vang lên, ngay sau đó một cái áo bào đen thanh niên giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quân Nhược Hoan sắc mặt biến hóa, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem áo bào đen thanh niên nói, công tử. Tiêu Phàm giờ phút này biến đổi dung mạo. Quân Nhược Hoan nhận không ra, chỉ có thanh âm hết sức quen thuộc. Là ta, rời đi nơi này. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không chút do dự hướng về chân trời lao đi. Quân Nhược Hoan không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, quay người chuẩn bị đi theo Tiêu Phàm mà đi. Bất quá lúc này, một tiếng ngập trời nổ vang từ lâm ra phủ đệ vị trí truyền đến. Quân Nhược Hoan ánh mắt không tự giác hướng về cái kia phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, hắn con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hít sâu một cái, Quân Nhược Hoan vẫn là đi theo. Bất quá giờ phút này đám người, lại là lần sôi trào lên. Cái này, lâm gia bị diệt, có vẻ như không chỉ lâm gia, Hỏa Linh Tông tam trưởng lão Hỏa Vân Tử tiền bối cũng không thấy. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người hoàn toàn không thể tin được bản thân chứng kiến tất cả, lâm gia phủ đệ vị trí đại trận bên trong, vậy mà không còn một mống, tất cả đều chết hết. Chẳng lẽ tất cả mọi người đồng quy vô tận sao? Mặc dù đám người biết rõ dạng này khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn họ không cách nào tìm tới nguyên nhân khác đến giải thích trước mắt tình huống. Một bên khác, Quân Nhược Hoan rất nhanh đuổi theo Tiêu Phàm, hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, nhiều lần há miệng muốn nói. Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, lần nữa bộc lộ ra lúc đầu dung mạo, nhìn xem Quân Nhược Hoan nói, người có phải hay không muốn hỏi, lâm gia tại sao bị hủy diệt? Quân Nhược Hoan đần độn gật gật đầu, hít sâu một cái nói, là công tử làm. Phải, cũng không phải. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cái này khiến Quân Nhược Hoan càng thêm hồ nghi. Lúc này, Tiêu Phàm ngừng lại, cười nói, vô luận là không phải ta làm, đều sẽ không trách đến ta trên người. Quân Nhược Hoan trong lòng giật mình, lúc này nếu như hắn còn đoán không được, kia chính là kẻ ngu, lâm gia diệt vong cùng Hỏa Vân Tử cái chết. Khẳng định đều cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Lúc này, Quân Nhược Hoan lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm lúc,
hắn phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may. Công tử lại mạnh lên, đây là Quân Nhược Hoan trong lòng ý nghĩ. Nơi này không sai biệt lắm, không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, khẽ mỉm cười nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cái khay ngọc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuồn cuộn thần lực mãnh liệt cuộn trào ra, khay ngọc phía trên thần bí phù văn đột nhiên tựa như sống lại, hà quang lưu chuyển, sau một lát, một đạo quang môn hiển hiện. Tiêu Phàm mang theo Quân Nhược Hoan hóa thành một đạo chớp lóe xông vào quang môn bên trong, khắp nơi khôi phục bình tĩnh, tựa như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Lâm gia thành trì ngoài vạn dặm, tọa lạc một mảnh hỏa diễm lượn lờ hoang mạc chỗ sâu, đứng vững một tòa đạt đến vài ngàn trượng sơn phong giống như một chuôi kình thiên lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, khí thế nguy nga, hùng hồn. Cực kỳ quỷ dị là, sơn phong cả người hiện lên xích hồng sắc, giống như đốt cháy huyết sắc hỏa diễm, kéo dài không thôi, không chỉ đốt cháy dài hơn tuế nguyệt. Cái kia hỏa diễm phát ra nóng rực nhiệt độ, cho dù chiến thần cảnh cũng khó có thể thời gian dài tiếp nhận, nơi này không thể nghi ngờ là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thiên đường. Sơn phong phía trên, lờ mờ tọa lạc từng tòa cung điện cổ lão, trang nghiêm thở mạnh, phía trên lưu lại không ít tuế nguyệt dấu vết. Nơi này không phải gì khác chỗ, chính là tam lưu thế lực hỏa linh tông tông môn vị trí. Giờ phút này, sơn phong vân đỉnh cung điện bên trong, tụ tập mấy đạo thân ảnh, mỗi người thần sắc không giống nhau, nhưng đều phát ra một tia ngưng trọng. Tại chủ tọa phía trên, ngồi một vị ăn mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử trung niên, nam tử song mi như kiếm, mặt như đao tước, hai mắt như trụ, lộ ra hai đạo tinh quang. Hắn ngồi ở đó, phát ra một cỗ vô hình khó có thể hình dung uy nghiêm, ép đại điện bên trong những người khác đều có chút không thở nổi. Rất hiển nhiên, hỏa hồng sắc trường bào nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là hỏa linh tông tông chủ hỏa linh tử, chính là cổ thần cảnh cường giả. Hỏa vân tử cái chết, các ngươi thấy thế nào? Thật lâu, hỏa linh tử mới trước tiên mở miệng nói, ngữ khí hơi trầm xuống. Lúc này cự ly hỏa vân tử cái chết cũng đã đi qua một canh giờ, hỏa vân tử mệnh bài phá toái, hỏa linh tử bọn họ đều phải biết rồi hỏa vân tử bỏ mình tin tức, vì vậy cố ý triệu hoán tông môn các đại trưởng lão tập kết. Hỏa linh tử mặc dù không có nổi giận, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói lộ ra sát ý lạnh như băng. Nhưng không khí đều biến băng lạnh. Tông chủ, ta hỏa linh tông uy nghiêm không thể nhục, tam trưởng lão cái chết, vô luận như thế nào đều muốn tra rõ đến cùng, bất kể là ai, trước giết tông diệt tộc lại nói. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Không sai, có thể uy hiếp được tam trưởng lão, nói không chừng có một ngày liền sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn ta, thậm chí uy hiếp được tông môn tồn vong. Ta hỏa linh tông thể không bỏ qua. Lại một cái trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Tam trưởng lão hôm qua đi ra ngoài, hẳn là đi không được bao xa địa phương, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có đệ tử truyền đến tin tức, cho dù dốc hết tông môn lực lượng, cũng tất nhiên muốn hắn minh bạch ta hỏa linh tông không thể lấn. Trước đó cái kia trưởng lão lại nói ra. Những người khác không có mở miệng, nhưng là nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Việc này tất nhiên không thể như thế bỏ qua. Tông chủ, lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một đạo sốt ruột tiếng hét lớn, không chờ đám người lấy lại tinh thần, một người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên đi đến. Đám người nguyên bản chuẩn bị nổi giận, bất quá khi nhìn thấy hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên lúc, trên mặt nhao nhao lộ ra nhu hòa. Hỏa kỳ, gấp gáp như vậy, là vì sao sự tình? Hỏa linh tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ sinh khí nào ý tứ. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì trước mắt hỏa hồng sắc chiến giáp thanh niên chính là hắn nhi tử, cũng là hỏa linh tông trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài. Tuổi gần hơn 20 tuổi, liền cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù tại U Vân Phủ, cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Hỏa kỳ hướng bốn phía trưởng lão hơi hơi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía hỏa linh tử nói, tông chủ, các vị trưởng lão. Tam trưởng lão vẫn là cụ thể tin tức vừa mới truyền đến. Người nào, hỏa linh tử lạnh như băng phun ra một chữ, sát khí ngút trời. Là Lâm gia, hỏa kỳ sắc mặt cũng tốt nhìn không được đi nơi nào. Nghe được Lâm gia hai chữ này,
Hỏa Linh Tử cùng các vị trưởng lão sắc mặt cũng biến thành vô cùng quái dị, tất cả mọi người đều là vượt quá kỳ thích yên lặng. Nếu như là cái khác tam lưu thế lực, bọn họ đoán chừng sớm liền đại phát lôi đình, thậm chí trực tiếp dẫn người giết đến tận môn đi. Có thể Lâm gia lại khác biệt, Lâm gia đời trước gia chủ Lâm Giang, thế nhưng là Hỏa Linh Tử đại cứu tử, cho dù Lâm gia diệt tam trưởng lão, đoán chừng cũng không có ai dám tùy tiện đối Lâm gia giết tông diệt tộc. Đám người dư quang hữu ý vô ý rơi vào Hỏa Linh Tử trên người, mỗi người trên thân sát khí cũng đã thu liễm. Coi như bọn họ thật muốn diệt Lâm gia, vậy cũng không thể tùy tiện thể hiện ra đến, nếu không nếu là không cẩn thận đắc tội Hỏa Linh Tử lời nói, đây chính là chịu không nổi. Dù sao, Hỏa Linh Tông cho đến bây giờ, vẫn là Hỏa Linh Tử một người định đoạt. Lâm gia vì sao muốn giết Hỏa Vân Tử? Hỏa Linh Tử con ngươi ngưng lại, trầm giọng nói. Hắn trong lòng lại là nhanh chóng trầm ngâm, nếu là Lâm gia không có một cái cớ thật hay giết Hỏa Vân Tử, hắn thật đúng là không cách nào cái khác trưởng lão một cái công đạo. Hỏa Linh Tông mặc dù là hắn một người độc đại, nhưng muốn trưởng khống lớn như vậy tông môn, mấu chốt là phải phục chúng. Cụ thể không biết, chỉ biết rõ vài ngày trước, Lâm gia đại trưởng lão mời tam trưởng lão tiến về Lâm gia, căn cứ nhân sĩ biết chuyện tin tức, có thể là Lâm gia đại trưởng lão cùng Hỏa Vân Tử liên thủ hợp mưu đối phó Lâm gia dòng chính, muốn chiếm lấy Lâm gia gia chủ chi vị. Hỏa Kỳ chi tiết nói ra làm sao có thể, có một cái trưởng lão thốt ra, một mặt không tin nói. Đừng nói hắn không tin, liền là lại trận tất cả mọi người không tin a. Lâm gia dòng chính cùng Hỏa Linh Tông quan hệ bọn họ những người này có thể đều là rõ ràng, Hỏa Vân Tử không có khả năng không biết, lại làm sao có thể đi diệt sát Lâm gia dòng chính đâu. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu như Hỏa Vân Tử vừa lại thật thà nổi điên đâu. Nghe nói Lâm gia phủ đệ bị đại trận bao phủ, mọi người đều nhìn không thấy bên trong tất cả. Hỏa Kỳ híp híp hai mắt, lại nói, bất quá, nghe nói Lâm Giang không chết. Dựa theo quan hệ máu mủ, hắn Hỏa Kỳ cũng phải xưng hô Lâm Giang một tiếng cứu cứu, bất quá Hỏa Kỳ ở những người khác trước mặt, đều là gọi thẳng tên Húy, liền là hắn phụ thân hắn đều xưng hô tông chủ. Lâm Giang còn sống, Hỏa Linh Tử đằng mà một tiếng đứng lên, tựa như trong nháy mắt liền Hỏa Vân Tử cái chết đều không quan tâm đồng dạng, trong lòng trầm ngâm nói, Lâm gia chấn tộc chi bảo tại trong tay hắn, chỉ cần hắn không chết, ta thì có hy vọng lấy được. Nghĩ vậy, Hỏa Linh Tử hai mắt biến vô cùng nóng bỏng lên, hận không thể lập tức chạy tới Lâm gia. Bất quá, Hỏa Linh Tử dù sao cũng là một đời tông chủ, trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nhìn về phía Hỏa Kỳ nói, Lâm Giang hiện tại ở đâu, Lâm gia lại như thế nào? Hỏa Kỳ đắng chát cười một tiếng, nói, Lâm Giang hiện tại chết rồi, Lâm Giang dòng chính cùng trọng yếu chi thứ, toàn bộ bị giết chết, một tên cũng không để lại. Tê Hỏa Linh Tông các vị trưởng lão, Lâm gia dù sao cũng là tam lưu thế lực a, lại bị Hỏa Vân Tử giết sạch. Không đúng, tam trưởng lão chết rồi, Lâm gia làm sao có thể hủy diệt, chẳng lẽ là cá chết lưới rách, đồng quy vô tận. Có trưởng lão nghi ngờ nói. 89/10 là, Lâm gia dù sao cũng là tam lưu thế lực, nếu như át chủ bài ra hết lời nói, đối phó một cái cổ thần cảnh có lẽ vẫn là không có vấn đề. Một cái khác trưởng lão nhẹ gật đầu. Hỏa Linh Tử lại là sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trong lòng kế hoạch còn không có thực hành, vậy mà liền đã phao thang. Hỏa Kỳ, người chuẩn bị một cái, thiên thần bảng tranh đoạt tái muốn bắt đầu, thuận tiện đi Lâm gia phủ đệ nhìn xem, tin tức là thật hay không. Hỏa Linh Tử lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cho một cái chỉ có Hỏa Kỳ mới có thể hiểu ánh mắt. Là, tông chủ, Hỏa Kỳ cung kính gật gật đầu, dừng một chút lại nói, bất quá, còn có một chuyện khác. Có thể cùng tam trưởng lão cùng Lâm gia diệt vong có quan hệ. Chuyện gì? Hỏa Linh Tử không cần nghĩ ngợi hỏi. Lâm gia cùng Hỏa Vân Tử động thủ trước đó, cái kia đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, đã từng đi qua Lâm gia, chỉ là về sau tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới rời đi. Hỏa Kỳ bổ sung nói, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tất nhiên có thể rời đi, vậy liền không thể vụng trộm trở về sao? Hỏa Linh Tử nhíu mày. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lệ khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.